Ngữ nó có nội dung là nói đến bốn bốn cái hạng người có mặt ở trên cái đời này, dầu cho nhân loại bây giờ cái dân số nó lên tới 7 tỷ, 7 tỷ người đi nữa, rồi mai này nó lên tới 18 tỷ, 50 tỷ thì nó cũng không có thể nào mà nó nằm ngoài bốn cái hạng người ở trong bài kinh này được hết. Nhớ dùm cái đó, tức là giờ nhân loại cái dân số nó lên tới 50 tỷ, 1.000 tỷ nữa thì cũng không, lên bao nhiêu đi nữa thì cũng không có nằm ngoài một bốn cái hạng người mà Đức Phật kể trong đây. Cái hạng thứ nhất á là chúng sanh từ cái chỗ tối, sinh ra từ cái chỗ tối và cái cuộc sống của họ gọi là hướng về bóng tối. Cái hạng thứ hai đó là sinh ra trong bóng tối nhưng mà hướng về ánh sáng. Cái hạng thứ ba đó là sinh ra trong ánh sáng mà hướng về bóng tối, và hạng thứ tư là sinh ra trong ánh sáng mà cũng hướng về ánh sáng. Tất cả là bốn hạng như vậy cho nó dễ nhớ. Có thể nói đó, là theo tôi đoán đó, thì có rất là nhiều người họ liếc qua bài kinh này, họ thấy bài kinh này vì nó quá dễ hiểu đi, thì đó là nó chỉ một nội dung bình thường, cái gì đặc biệt mà hễ mà bình thường đó, thì nó rất là dễ bị người ta đẩy nó xuống một nấc nữa đó là tầm thường. Đấy. Cái gì mà thấy nó không có đặc biệt đó, thì nó bình thường, mà bình thường thì thường bị ta đẩy xuống thành cái tầm thường, mà hễ tầm thường đó, thì coi như nó không có đáng nó lưu tâm. Nhưng mà thật ra đó thì phải nói rằng là cả lời Phật đều đáng lưu tâm hết, chẳng qua đó là cái bài kinh A đó không có hợp với cái tạng phủ, không có hợp với cái khẩu vị của mình cho mình coi nhẹ. Chẳng hạn như sáng nay tôi giật mình thức giấc, rồi cái chuyện đầu tiên mà tôi nhớ đó chính là cái chết. Và rõ ràng ở trong Tâm Chi Bộ Kinh Đức Phật này dạy rằng có một cái pháp, cái pháp môn mình này các vị kêu khi mà được tu tập sung mãn kiên cố thành căn cứ địa thì sẽ đem lại cái lợi ích lớn, quả báo lớn, đó là cái pháp môn niệm chết. Nhiều năm về trước tôi đọc qua cái câu kinh đó, tôi thấy không có gì để lưu ý, tôi chỉ liếc mắt qua thôi phải đó. Nhưng mà càng về lớn tuổi đó, thì chúng ta thấy rằng cái lời kinh đó đáng được xem là cái thần chú hộ thân. Bởi vì phải nói rằng một lát nữa chúng ta sẽ có một cái bài kinh mà nói về vấn đề chết. Đây tôi chỉ nói ví dụ thôi, là bao nhiêu cái toan tính phù hư ảo hóa trong cái cuộc đời này nó sẽ được, mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào, và từ cái tâm niệm đó nó sẽ giúp cho mình có một cái sinh phong, có một cái sinh phong tức là cái phong cách sống đó, có một cái sinh phong, rồi có một cái thái độ bình thản rất là đặc biệt mà cái người bình thường không có được. Những người tới đây tôi không nói như tầm thường nha, tôi chỉ nói cái người bình thường, cái người không có tu không có được, không có được. Tại vì phải nói rằng là tôi phải nhắc đây một chuyện, đó là trong Tam Tát Pháp Hạnh Phúc đó, trong kinh Tam Tát Pháp An Lành đó, kinh kinh Cát Tường đó, thì cái có cái bài kệ đầu tiên đó là không gần người ác thân cận người hiền. Thì phải nói rằng là cái bài kinh nó rất là quan trọng. Thí dụ như bây giờ ai cũng biết là mình sẽ chết, nhưng mà cái người mà mình thân cận đó, họ quá là dễ nguôi đi, lâu ngày mình bị lây chứ phải không? Các vị tuyệt đối phải nhìn nhận cái chuyện đó, bắt buộc phải nhìn nhận. Không có ai mà võ đó võ biên như vậy hết, nhưng mà trong trường hợp này tôi nghĩ là phải võ biên. Có nghĩa là tôi chưa biết quý vị nghĩ gì, nhưng mà tôi nghĩ rằng quý vị phải chấp nhận cái đó. Có nghĩa là tu pháp môn gì đi nữa, nhưng mà cái người mà ở gần mình họ có một cái tác động rất là lớn đối với mình. Thí dụ như mình thấy những người
mà là cũng như trí thức này là mình đã nể họ rồi à, rồi họ đã lớn tuổi, họ sống nhiều năm ở trong cái cuộc đời giao biển này, rồi mình đã thấy nể họ rồi, nể chỗ lớn tuổi, nể chỗ cái trí thức. Rồi bây giờ mình thấy họ đến tuổi mình đây nè, đến 60 ngoài, 70 ngoài mà họ vẫn còn dễ ngu, họ vẫn còn cà tà, họ vẫn còn ầu ơ với dầu, họ vẫn còn thông thả, họ vẫn còn yêu đời, họ vẫn còn tươi tỉnh, họ vẫn còn có quá nhiều cái thời gian cho những cái chuyện mà tào lao, ví dụ như vậy. Thì có một lúc nào đó mình cũng giật mình, mình nghĩ tại sao họ dễ ngu như vậy, tại sao họ có thể như vậy. Nhưng mà lâu ngày đó mình sẽ từ từ mình sẽ thấy cái chuyện đó nó có gì lạ hết. Và từ từ đó mình lại thấy hình như họ đúng, bởi vì sống là phải yêu đời chứ à, sống là phải yêu đời chứ, giờ chết không nghe. Mà dù tôi có tu cũng có tu trong màu xanh, tu trong màu hồng, chứ có đâu tu trong màu xám, màu đen, ví dụ như vậy. Và từ từ đó mình từ cái chỗ mà mình thấy bình thường còn sâu vào cái chỗ chấp nhận như vậy, cuối cùng là sự đồng thuận với họ, rồi mình đâm lên mình buông lơi mọi thứ, chứ phải nói rằng là chỉ riêng pháp môn niệm chết không đó. Mà nếu mà đừng bị người khác tác động tiêu cực thì chuyển pháp môn đó nó làm cho quý vị thay đổi rất là nhiều. Đối với Tây cũng có một câu đó là nói rằng thì là hãy học như mình sống mãi và hãy sống như mình sẽ chết ngày mai. Cái đó nó chỉ là rất là quan trọng. Mà khổ chỗ là cái người chung quanh mình, những cái sách báo mà mình thường đọc mỗi ngày, những con người mà mình thường gặp gỡ, thì tất cả những cái thường thường đó đó, những cái hàng ngày đó, nó sẽ có tác động lên người mình. Cho cái điều quan trọng nhất, nếu quả thật mình có niềm tin Phật pháp thì nên để ý cái đó, để tránh giao du, tránh gần gũi những người gọi là những cái sách báo nào mình nó làm cho mình càng lúc càng xệ xuống, càng tệ hơn. Thì đó cũng chính là cái điều mà tôi muốn nói trong cái bài kinh người này, có nghĩa là có những người họ sống, họ sinh ra trong bóng tối nhưng mà họ lại hướng vào bóng tối, có nghĩa là sinh ra trong một cái điều kiện rất là tầm, rất là eo hẹp, rất là khó khăn, rất là chật vật, rất là nói thẳng luôn nghèo rồi túng rồi ích kỷ nghĩa, ví dụ như vậy, và sinh ra trong một cái điều kiện rất là đáng buồn. Nhưng mà cái kiểu sống của họ nó cũng không khá gì hơn, sinh ra trong bóng tối. Thì ở đây Đức Phật này mới ví dụ, ví dụ như có những người sinh ra trong một cái bối cảnh gia thế không có gì sáng sủa, và trong cái không sáng sủa đó họ sẽ tiếp tục có những cái lối sống, có những cái lối suy nghĩ cũng hướng về bóng tối, cũng hướng về bóng tối. Chúng ta thấy có biết bao nhiêu dân dân trên cuộc đời này họ cũng xuất thân từ một cái gia cảnh rất là bần hèn, rất là bình thường, nhưng mà do cái phước nghiệp của họ nó khiến cho họ tự nhiên họ biết vươn lên, họ biết ngon lên và họ trở thành doanh nhân. Trong khi đó có biết bao nhiêu người sinh ra trong cái hoàn cảnh nào thì coi đó là toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thế giới, không muốn ngồi nữa, bởi vì đó đang là vũ trụ còn ngồi đâu nữa. Đơn giản như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi. Tôi từng có dịp mà tôi đi vào những cái vùng sâu vùng xa ở nông thôn ấy, tôi mới nhận ra một chuyện hết hồn. Có nghĩa rằng là cái tâm lý chúng sinh là sinh ra ở đâu thì họ chỉ nhắm mắt chấp nhận cho điều kiện sống ở đó, như là một, nói theo kiểu công trong nước là như là một cái gì đó tất yếu, như là một cái sự tất yếu, phải chấp nhận nó một cách vô điều kiện. Họ không có một cái sự gọi là nhìn lại để mà ngôi lên để mà vượt thoát, không có khả năng đó. Giống như con cá mà xâm ra trong cái bồn, trong cái chậu đó, rồi nó chỉ coi đó là vũ trụ, đó là thế giới, đó là toàn bộ đời sống, nó không nghĩ cái gì khác nữa. Có người hiểu lầm đây là cái sự tri túc, có người nghĩ là sự tri túc đó là sự an phận, nhưng mà nghĩ như vậy là chết rồi. Cái chữ tri túc mà Đức Phật kêu gọi đó, đó là đừng có đua đòi, đừng có chạy vậy, đừng có tung tăng kiếm tiền về cái đời sống vật chất, đừng có đòi hỏi nhiều quá. Bởi vì cái vật chất, cái đời sống vật chất đó, nó chỉ là cái điều kiện tối thiểu để chúng ta duy trì cái đời sống, cái sinh mạng của mình thôi, không nên vì nó mà buông ra quá nhiều đó. Cái tri túc là vậy đó, chứ tri túc không có nghĩa là chúng ta yên lòng an phận dậm chân tại chỗ, có những thành tựu
tâm linh tinh thần hiện có của mình, rồi không chịu đi xa hơn nữa, rồi nói đó là tri túc thì không được. Tri túc nghĩa là không có tham muốn hơn nữa về đời sống vật chất, có là mình chấp nhận vui vẻ an lạc trong cái điều kiện tối thiểu ở cái mức cần và đủ thì đó gọi là tri túc nha. Còn riêng đời sống tinh thần là phải luôn luôn và không ngừng đi lên đi tới, hướng đến chiều cao chiều rộng, chứ không thể nào hiểu lầm tri túc có nghĩa là mình đẻ ra đâu là mình cứ vùi đầu ở trong đó, đó là tri túc, thì cái đó tôi không dám hiểu như vậy. Ok, rồi cái thứ hai nữa tôi nói vắn tắt thôi, sống trong bóng tối mà hướng tới ánh sáng là có những người cũng do nghiệp cũ thì bây giờ có thể sinh ra trong một cái điều kiện bình thường, có gì xuất sắc, có gì đặc biệt, nhưng mà họ đó biết người vươn lên, biết ngồi lên, có nghĩa là họ cái vươn lên ở đây theo tinh thần Phật pháp ấy, trong liên Đức Phật nói rõ vươn lên ở đây hướng tới một ánh sáng ở đây, không có phải là họ chạy vô đi kiếm tiền nhiều, không phải là họ chạy kiếm một cái chỗ ngồi trong xã hội, mà là họ nâng cao cái nhân cách, nâng cao cái tầm nhìn, nâng cao cái nhận thức về đời sống, họ hiểu họ hơn, họ hiểu đời hơn, thì đó được gọi là hướng về ánh sáng. Cách đây mấy hôm tôi có xem một cái bài báo, được bài báo của một người Tàu viết về nước Mỹ và Trung Quốc, chắc bà con có đọc cái bài báo đó. Bài báo đó nó có cái tựa đề là nước Mỹ không bao giờ bằng chúng ta, chúng ta ở đây có nghĩa là Trung Quốc. Thì trong đó tác giả có viết thế này: nước Mỹ là một cái đất nước mà coi như cù lần củ chuối âm lịch so với Trung Quốc rất là nhiều, là vì sao? Là vì người Trung Quốc, có lẽ chỗ này phải mở một đơn cả Việt Nam ta nữa đóng lại, là khi mà đẻ con ra là người cái chuyện đầu tiên người ta tập trung cho con nó đi học, và hễ đi học thì có nghĩa rằng thì là phải hướng đến một cái vị trí, một cái chức vụ quyền lực trong xã hội. Tại sao như vậy? Là bởi vì mình sinh ra trong một cái bối cảnh xã hội nó có một cái tầm nhìn lạ lùng, là hễ đi học là phải có hướng đến tước quyền, mà tước quyền nó đồng nghĩa với gì? Với danh và lợi, với tiền bạc. Trong khi đó người Âu Mỹ tiên tiến, thí dụ người Mỹ, Anh, Pháp, nước Nhật, họ không có coi cái chức vụ trong chính phủ là cái cần câu kiếm tiền, khổ như vậy. Cái nhận thức cái nó lệch một xíu, nó lệch chỉ có 1 cm thôi, 1 cm, mà nó dẫn đến một cái hệ quả cực kỳ nguy hại. Chúng ta làm ơn giác kinh mình đáng suy nghĩ dùm nha. Người bên đây người ta học á, là để cầu cái gì? Cầu kiến thức chuyên môn trước cái đã, ngay cả cái bác sĩ kỹ sư gì đó nó cũng không phải được hiểu như là ở cái thế giới nông nghiệp, ở những cái xã hội nông nghiệp như mình nghĩ đâu. Bên đây đấy, người ta có một cái lý tưởng chính trị, có một cái hoài bão xây dựng xã hội. Thế là bây giờ tôi nói Mỹ nha, thế là người ta dấn thân vào chính trường, người ta làm nghị sĩ, thống đốc, rồi sau đó người ta tranh cử tổng thống. Để chi? Để người ta thực hiện những hoài bão, những cái mối quan hoài về xã hội, xây dựng một cái đất nước theo cái hướng mà họ thấy là đẹp, chứ họ không có phải như mình chạy đủ đường để có được cái bằng cấp, rồi lấy cái bằng cấp đó làm cái bàn đạp, làm cái thang để mà leo lên một cái chức vụ, để chi? Để kiếm tiền. Mà trong khi mình tưởng tượng một cái chức vụ là có nghĩa là một cái vị trí, một cái ghế ngồi mà mang có cái tác dụng là giữ cái quyền sinh sát đất nước trong tay, để làm gì? Để mình kiếm tiền thì chết rồi, không có phải một cái chức vụ trong đất nước, thì muốn trong xã hội, trong hệ thống chính trị, chính phủ nó không phải là cái phương tiện kiếm tiền. Mình nếu nó bị hiểu như vậy là sai, ở đây cũng vậy. Mình hướng tới ánh sáng ở đây không có phải là mình hướng đến cái chỗ mà người ta dòm tới nhiều, ví dụ như mình trở thành một người được người ta chú ý, trở thành một người nổi tiếng, không phải. Mà cái nhận thức ở đây Đức Phật phải đề nghị cho mình hướng về ánh sáng, nghĩa là mình hoàn thiện bản thân, hoàn thiện bản thân, sống có nhân cách đàng hoàng hơn, có cái tầm nhìn sâu hơn, cao hơn, rộng hơn, thì nó gọi là hướng về ánh sáng. Chứ hướng về ánh sáng này không phải là mình nhìn về cái chỗ nổi tiếng nha. Không phải. Thế như mình thấy trong nước có một cái thực trạng rất là đáng buồn, đó là tụi trẻ có chút nhan sắc, dù nam hay nữ, cứ là muốn nổi tiếng, mà trong khi bản thân thì thiết yêu như mình muốn làm người mẫu, mình chỉ biết là có nhan sắc là có tất cả, dù nam hay nữ, còn diễn viên chỉ cần xuất hiện cái mặt trong phim là đủ. Tôi nghĩ mình quên một chuyện rất là quan trọng, đó là những cái tố chất, những cái tố chất bắt
buộc phải có một việc gì, không có vấn đề nhân sắc, không phải là vấn đề nhân sắc. Các vị coi xem phim Hồng Kông hay là phim Hàn Quốc, tôi nói giống như lạc đề nhưng mà không phải đâu, tôi đang nói nó sâu nó sát. Tức là người ta đóng phim là trước hết là ngoài cái lòng yêu nghệ thuật ra là người ta phải có khả năng nhập vai bằng cái tâm trạng của diễn viên, vì diễn viên bằng cái tâm trạng của cái vai diễn mà mình nhận nghe. Còn mình ấy, mình sống thiếu chiều sâu, nói nó hơi nặng một chút, thiếu văn hóa, thiếu vốn sống, chỉ muốn nổi tiếng, chỉ muốn có tiền, chỉ muốn lấy được chồng giàu, chỉ muốn lấy được vợ giàu, chỉ muốn có được nhiều tiền, chỉ muốn được hưởng thụ, chỉ muốn được nổi tiếng, mà mình quên mất rằng là muốn được cái đó anh phải là diễn viên thực thụ. Mà diễn viên thực thụ có nghĩa là anh phải có vốn sống, anh phải có văn hóa, anh phải có nhận thức, chứ không có phải là mình ăn mặc hở hang, kêu gợi, gợi cảm, gợi tình, xong rồi mình nổi tiếng. Sai, đó là một cái nhận thức rất là bệnh hoạn, rất là tàn tật, rất là thiếu máu. Không có phải như vậy. Anh cái người diễn viên thật sự không, họ khi họ diễn mà không nghĩ đến đồng tiền, họ không nghĩ đến đồng tiền, họ chỉ nghĩ đến một chuyện thôi, đó là lý tưởng cao nhất của cái người diễn viên, đó là hóa thân, đó là nhập vai bằng toàn bộ cái tâm tình thật sự của cái vai diễn mà mình đảm nhận. Đời sống ở đây cũng vậy, chúng ta hiểu lầm rất là nhiều, chúng ta tưởng hướng đến ánh sáng, hướng đến cái chỗ mà thiên hạ cùng nhìn về xe bé. Xe bé, chúng ta một diễn viên đời sống, chúng ta phải biết cái, những cái tố chất thật sự để làm nên một diễn viên, chứ không có phải là hiểu sai như vậy. Tiếp theo là cái người sống trong ánh sáng mà hướng về bóng tối, có nghĩa là những người may mắn, là những người may mắn sinh ra trong một cái điều kiện gia thế gia cảnh tốt, nhưng mà họ không có biết tận dụng cái điều kiện đó, họ không có tận dụng cái hoàn cảnh đẹp đó để mà đi lên, để hoàn thiện nhân cách bản thân, mà họ chỉ biết vui đầu hưởng thụ như là một con chó nhà giàu. Cái câu này tôi nói rất là nặng nhưng mà không thể không nói. Có rất là nhiều người đến cái gia cảnh của họ chứ vừa đủ để biến họ thành một con chó nhà giàu, một con mèo mà ăn ở trong cái tô bằng bạc nghe, một con chó mà được xích bằng cái sợi dây bằng vàng 18 carat nghe, họ chỉ đủ để trở thành như vậy thôi, đủ để trở thành như vậy thôi nghe, trở thành một con mèo mà ăn trong cái chén thức ăn bằng bạc, trở thành một con chó mà được xích bằng cái sợi dây xích bằng vàng. That's it, no more, không thêm gì nữa hết, chỉ tới đó thôi nghe. Rất là đáng, cái vấn đề rất là đáng mà chúng ta lưu tâm nghe. Tất cả những điều kiện về tài chính, về thể lực, về ngoại hình ngoại diện nghe, về gia thế, về tài sản, tất cả những cái đó phải được tận dụng một cách tích cực và thông minh để chúng ta có thể đóng góp nhiều hơn cho đời sống, cho xã hội, cho thế giới chúng sinh muôn loài. Và tất cả những điều kiện đó phải được tận dụng để chúng ta ngày một tốt hơn về cái gì, về nhân cách, về sinh phong, về nhận thức. Còn không chúng ta trở thành ra là một con mèo, một con chó nhà giàu thôi. Đó, đại khái như vậy. Thì trong trường hợp mà trở thành một con chó, một con mèo nhà giàu ấy, thì trường hợp đó Đức Phật gọi là sinh ra trong bản sản và hướng về bóng tối. Từ đó có nhanh lắm rồi. Hôm nay có để ý một chút thôi, về cái nhịp sống xã hội ở những cái xứ chậm tiến về cái văn hóa tâm linh ấy. Chúng ta sẽ có dịp để thấy rất là rõ cái bài kinh này, rất là rõ bài kinh này. Có nghĩ có nhiều cô chiêu cậu ấm hả, sinh ra trong một cái điều kiện gia thế rất là tuyệt vời, mà thay vì người ta dành một chút thời gian người ta đi học ngoại ngữ. Tại sao chúng tôi có nặng ngoại ngữ? Là bởi vì thế giới bây giờ đó là nó đặt lại là thế giới phẳng mà, chứ nó phải như hồi xưa gọi là tách biệt quan sang, không có nữa. Bây giờ thế giới bây giờ nó, cái hành tinh mình bây giờ nó là một thế giới phẳng. Cái nhu cầu mà giao lưu giữa nước này nước kia, dân này tộc này với dân tộc kia, nó đã đến mức phải nói là quá lớn, quá sâu, quá rộng rồi. Cái nhu cầu nó lớn lắm rồi. Bây giờ mình đi du học ngoại ngữ, học computer, thí dụ như vậy, thay vì đi du lịch thì để chơi, thì bây giờ mình đi để mà học hỏi, để mà mở rộng, để mà vươn cao. Thì khổ thay những con chiêu quả đó là bỏ tiền ra mua siêu xe,
mô tô, xe con, đua đòi. Từ đó khi mà nó chơi một lúc nó chán, nó không còn cảm giác lạ, không còn cái gì hứng thú đó thì sao, nó chỉ còn chích thúc. Và đó chính là cái mẫu số chung, đó là cái kết thúc của tất cả những tuổi trẻ có tiền mà không biết phải đi đâu làm gì. Ngay cả các cái celebrity, những cái diễn viên, những cái nhân vật tiếng tăm ở Hollywood cũng bị trường hợp đó. Khi mà có tiền mà thiếu một cái đời sống nhẹ tinh thần, không có nổi một cái nhận thức đàng hoàng tử tế, thì khi có tiền nhiều quá thì sao, chỉ biết một chuyện là hưởng thụ, mà hưởng một lúc nào đó, đó thì có những cái kiểu hưởng thụ mà nó hơi tiêu cực, nó hơi thụ động, ví dụ như là ngồi trên du thuyền, ngồi trên máy bay riêng, ngồi trên siêu xe gì đó, nó chán thì nó kiếm cái gì đó mà nó sốc nổi, nó năng động, nó có vẻ là nó sống động hơn. Thế là chỉ còn một con đường, nó là nghiện ngập và chích thúc, là các vị biết rồi, dính vô trong đó thì liền có là con trai cũng cũng phải hư đấy, đừng có nói mà mình nha. Cho nên là có rất là nhiều người đã bỏ mạng xa trường ngay trong cái điều kiện mà mình có, mà người ta chết thảm vì người ta nghèo thì mình còn thông cảm được, còn cái này mình chết thảm là vì mình có quá nhiều điều kiện sống. Đây là một chuyện rất là đáng tiếc, và nói sâu nói xa hơn, ngay trong đời sống tinh thần cũng vậy, ngay trong đời sống một một tu sĩ, một tăng ni, một cư sĩ cũng vậy. Có nhiều người họ không có điều kiện để trao dồi Phật pháp thì mới gì, còn có nhiều người họ có điều kiện đôi và trao dồi Phật pháp thì chính cái điều kiện đó làm cho họ trở nên ù ù lì. Là sao, hồi trước thời đó kinh sách khó khăn, mình đánh được một cuốn kinh nó quý vô cùng. Tôi biết có nhiều người quen đó, mỗi lần mà ở lục tỉnh đó, mà lên Sài Gòn đó là họ chạy riết vô vận hành đó, coi có cái sách mới ra hay không, rồi sau này đó họ chạy vô trong Ấn Quang nhé, cái phòng phát hành Ấn Quang nhé, Xá Lợi hay Vĩnh Nghiêm nhé, rồi chùa Quế Lâm, Quế Lâm ở cây gõ đó hả, rồi chùa Dược Sư, rồi Rắc hả, là ở lục tỉnh mà lên là cứ chạy vô trong đó kiếm sách, rồi thỉnh được một cuốn sách mà mới ra nó mình muốn chết, mà có một cái thời rất là dài mà bị cộng vào Nam ấy, là coi như họ cấm ngăn sông cấm chợ, vấn đề văn hóa rất là nặng, in được cuốn sách đó là nó khó vô cùng. Rồi tỉnh được cuốn sách mừng lắm, mà đó tôi nhớ mấy cuốn như là Vô Ngã, là Niết Bàn, hay là mấy cuốn nói chung là mấy cuốn của Hòa Thượng thì Thích Chân Thiện rồi, nó mừng lắm. Và cuốn ông Từ Đàm mà Thích Thiện Siêu rồi đó, mấy cuốn này đó ra đâu phải sách ảo ảnh bây giờ đó, nó quý mà ra được bao nhiêu đem về đọc nốt nghiến mừng lắm. Còn bây giờ đến cả sách của Hòa Thượng Nhất Hạnh, Phạm Công Thiện rồi in thoải mái, là những cái sách dịch coi như tràn ngập, thì đã đến lúc chúng ta không còn muốn đọc nữa. Hãy nhớ cái chuyện đó nghe, chứ không phải ở đây là dĩ nhiên đứa đây Đức Phật mình giải thích theo cái bối cảnh cái thời đó thôi, chứ còn bây giờ mình phải hiểu như vậy. Có nghĩa là có một thời sách vở nó khó khăn thì chúng ta còn siêng học, còn bây giờ cứ online vô Google là có giống giả gì cũng có từ đó là biến du học nữa, không chịu đọc nữa. Và đây chính là một cái tiếng chuông báo động, mà cũng là một hồi chuông báo tử cho cái đời sống tâm linh của chúng ta nghe, chứ là rất là quan trọng. Thuở nào không có điều kiện đi chùa bây giờ có xe hơi luôn nghe, thuở nào không có điều kiện đọc sách bây giờ có internet luôn nghe, thuở nào ấy điện thoại nhà, điện thoại bang còn không có, còn bây giờ trong nhà nó có bao nhiêu người thành viên là có mấy như cái iPhone, iPhone 5, iPhone 6 nha, năm sáu có hết, có người có hai cái luôn, có luôn cái Samsung, có luôn cái HTC nha, rồi có cái iPhone nha, có đủ hết, có đủ hết. Bây giờ muốn học đạo hả, muốn nghiên cứu thì nó dễ vô cùng, nhưng mà khổ thay khi mà nó có hết rồi đó thì sao, không thèm nữa. Đó chính là cái lúc mà chúng ta chết trong cái vũng lầy điều kiện của mình. Ok, và cuối cùng là cái hạng thứ tư, đó là sinh ra trong cái điều kiện ánh sáng nhưng mà cũng hướng về ánh sáng, có nghĩa là người này may mắn có một cái gia cảnh, có một cái sức thần đẹp, sức thần tốt, và họ đã biết tận dụng một cách thông minh tất cả những điều kiện mà mình có để hướng cho mình được sống đẹp hơn. Ok, nó tóm tắt như vậy thôi. Xong bài kinh, bây giờ là mình tiếp theo bài kinh nữa, đó là bài kinh thế gian. Ở trong 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 chánh tạng Pali thì không có nha, trong chánh tạng Pali thì không có. Mà đủ thứ lý do để mình khổ hết, nhưng mà bây giờ xin thứ tôi cho một cái câu trả lời gọn gọn thôi cho dễ nhớ dễ hiểu thôi nha. Thì bây giờ thứ gia nó khổ quá rồi, khổ nó khổ như điên vậy nên bây giờ mà tại sao vậy
Tại sao mà nó khổ dữ vậy? Vì cái gì mà cũng về nó khổ quá trời khổ như vậy, nó vừa bất tịnh mà nó vừa bất an như vậy. Thì Đức Phật này dạy là có ba cái pháp thôi, đó là tham sân si. Chứ còn bây giờ nó đè nó khổ quá khổ mà rồi mình cứ bàn về chính trị về xã hội nó mong mong mệt, nhưng mà có những trường hợp người ta không cần nghe mệt như vậy mà chỉ cần nói gọn nó những cái góc, những điểm, những cái góc thôi. Nghe, ví dụ như tôi nghe bản thân tôi và cũng một vài người quen lâu lâu có nó bị mấy cái khớp đó, nó sưng lên bóng lưỡng đau quá chừng đau như vậy. Mình cứ đau quá mà mới bị cái gì nó đau đến mức mà bàn tay tôi nhiều khi tôi nắm lại không được, đau nó nắm lại không được. Mình tưởng là mình bị ung thư xương, ung thư gan, ung thư cái gì đó, gọi là mình bị cái bệnh nan y tuyệt chứng, chắc mình gần chết đó thôi. Coi như mình cứ nghĩ bụng mà coi như bàn tay này bây giờ cầm được cái huyết là sẽ huyết di chúc là trói rồi chắc ngừng đi rồi, ví dụ như vậy. Nhưng mà không, đó là mình biết là nó rất là đơn giản, là bác sĩ cho mình biết là mình bị như cái axit uric, tức là cái bởi vì học tiếng Anh tiếng Tây thì phải biết cái uric, uric tức là gì, là urine, là nước tiểu ấy. Acid uric là cái loại qua một cái nó là một loại độc chất mà lẽ ra nó được bài tiết theo cái đường tiểu của mình, mà đằng này đó nó lại mình uống ít nước quá nó không có ra được, thế là nó làm cho mấy cái khớp của mình nó sưng sưng lên. Chỉ vậy thôi, có gì không, khi hiểu được cái nguồn mình không còn ngại nữa thì mình uống nước cho nhiều vô thì nó ra bớt. Và nếu mà tuổi trẻ mà mà bớt được nó thì đỡ, chứ còn để mà tới già là mệt lắm. Tới già là mệt lắm. Mà hiểu được cái gốc của nó, hoặc có một tôi có biết một vài người quen xanh lè xanh lét đó, Việt Nam đó, xanh lè xanh lét là họ cứ đi đứng thì không có sức khỏe, đi đứng chậm chạp là đời như gần chết rồi, người ăn uống không được rồi từ chỗ sức khỏe yếu nó tâm suy nghĩ bi quan tiêu cực rồi thôi, gặp mắt là rồi tóc coi như nó lưa thưa lớp thớp nhìn giống như cái xác chưa chôn. Mà tới họ hiểu ra nó có cái gì hết, nó chỉ vì một lý do rất là đơn giản thôi, bị bệnh tử. À, vì cái nghề của họ đó nó không cho phép họ họ nghỉ ngơi sinh hoạt đúng cách, mà ngồi nhiều hoặc là đứng nhiều, từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện là loét bao tử, nó bị u xơ, nó bị cái gì ta bị bướu rồi, bướu bao tử rồi, rồi nó như cái dịch dịch vị đó, rồi nó làm cho họ hôi miệng ấy, rồi ăn không được ấy, rồi ăn được nó đâm ra nó bị thiếu sức, nó thiếu sức rồi con người nó làm tùm lum, nhưng mà chỉ vì một chuyện thôi, một chuyện thôi, đó là bao tử có vấn đề, hoặc như có cái bà đó. Và ra bác khai bác sĩ nói sao mà tôi bị cái gì mà cứ rờ ở đâu cũng đau, đau cả người vậy đó. Sao kỳ, bác sĩ xăm soi tìm tòi lục lạo không ra, rồi chụp x-ray quanh tuyến đó, rồi CAT scan cắt lớp, rồi MRI làm đủ cách cuối cùng đó. Thì bác sĩ mới phát hiện ra là bác sĩ báo cho bác biết một chuyện, đó là bà sở dĩ mà bà rờ đâu cũng đau không phải là mình bà đau toàn thân, mà bà chỉ đau ở đầu ngón tay thôi. Mình chỉ đau có đầu ngón tay thôi đó, mà coi như bây giờ ở đâu nó cũng đau hết. Bây giờ nó đơn giản, và có cái bà đó ra mà nói bác sĩ, mà nó nói tôi bị cái gì mà tôi cứ đánh rắm hoài trong người tôi, có người đó chắc là nó như ga, nó như hơi trong đó đó, mà sao nó ngồi đâu đánh rắm mà ham bác sĩ rồi, nó đánh rắm mà nó không có mùi, mà nó cũng không có tiếng gì hết. Thì bác sĩ không nói như vậy thì ngoài cái chuyện mà trị cái vụ đó ra, tôi phải trị cho bà luôn cả cái lỗ tai và lỗ mũi nữa, tại vì nãy giờ tôi ngồi bên cạnh bà mà tôi muốn chết luôn, nó nghe ì đùng mà nó mùi nó nồng nặc, mà bà lại lỗ mũi không nghe mà lỗ tai cũng không có nghe tiếng, mũi không nghe mùi mà cứ tưởng nó chỉ ra hơi thôi. Cho nên đó là bà bây giờ chẳng những trị cái vấn đề đường ruột mà trị luôn cả cái lỗ mũi và lỗ tai nữa. Ok, cho nên cái bài kinh này nó là bài kinh thu dọn cái lời của đời, nó khổ quá sức khổ đi, mà cái nguồn nó đâu ra thì nó đơn giản là ba cái ông thầy này: tham sân si. Tham là muốn tùm lum hết, mà cái muốn nó đâu rồi nó lâu rồi cái bất mãn ở đó. Cứ nhớ tại sao mà tôi có một cái nhìn về về Phật pháp không giúp người ta, là bởi vì tôi nghĩ đó các vị không để ý mấy cái mối liên quan rất là lớn giữa cái pháp môn này với pháp môn khác, cái vấn đề này với vấn đề khác nha. Cứ mình cứ cắm đầu mình học như là một em bé cứ tham sân si đó thì khó nhớ khó thấm, mà có nhớ cái này: hễ càng tha thương thích nhiều quá, thương cái này thích cái kia nhiều quá,
thì tôi thề đọc với quý vị nhớ trời, đó là cái kẻ nào mà càng có nhiều cái thương tích thì kẻ đó sẽ càng có nhiều cái bất mãn. Mà thương tích và bất mãn là hai cái tên gọi của tham và sân. Còn si là sao? Si là cha tôi có nguyên có thấy đường mấy thằng cha này là chỉ liên tục có mặt ở trong tham tham và sân. Ở đâu có thương tích là đâu có si. Và vì sao? Là vì nó không hiểu tứ đế. Mà vì không hiểu tứ đế nó mới dẫn đến ba hành. Thì các vị còn nhớ cái đó không ta? Các vị còn nhớ cái vụ đó không? Còn nhớ cái vụ mà vô vô minh trong bốn đế dẫn đến ba hành không? Quên cha. Tức là khi tôi ngồi mà tự nhiên tôi giải với chị nghe mà tự nhiên tôi nhớ cái bài mà lồi ngọc đá mang tên em, những cái linh hồn tượng đá thì mà tôi giải với tôi giải là bị bảo tàng vậy đó, coi như là tôi không biết có bao nhiêu người nghe và có bao nhiêu người nhớ, có bao nhiêu người hiểu, ai cũng hiểu chỉ có một số người không hiểu, nên có một gã cờ lặng lẽ đứng làm thơ kệ đó, có là do nguyên mình dùng đúng đế. À, cho nên nó mới dẫn đến bà hành đó, hồi đó tôi nhớ đầu cái buổi dạy đầu cái lớp này là tôi có nói tôi nói bà con nhớ dùm nha, cái này là câu thần chú nha, tại vì bà con nhớ được cái vì là mai mốt là tôi cứ nhắc đi nhắc lại có chuyện rồi tôi cứ nhắc à, bởi cái đây là cái quan trọng của đạo Phật mà, do vô minh trong bốn đế nó mới dẫn đến bà hành là vậy đó, có nghĩa là do cái chữ từ cái chuyện vô minh trong bốn đế cho nên nó mới dẫn đến cái chuyện mình thích cái này mình thương cái kia đó, rồi từ cái chỗ thích thương này nè nó mới dẫn đến chuyện bất mãn. Chứ nếu mà anh không thương không thích thì anh lấy cái gì mà anh bất mãn hả, anh muốn mà không được anh mới bất mãn, anh muốn cái A mà nó ra cái B anh mới bất mãn, anh được rồi mà anh không giữ được nó là bất mãn nha, cứ anh cứ nhớ y chang vậy này, muốn mà không được là khổ à. Mà mình muốn cứ tới là 1 tỷ mà cái mình được bao nhiêu là mong nhớ giùm tôi đi hả, mình muốn tới 1 tỷ mình muốn đủ thứ mà mình được thỏa mãn bao nhiêu, đó là một cái chuyện nhất. Chuyện thứ hai, những cái mà mình có mình giữ được bao nhiêu, giữ được bao lâu, đó là hai. Được cái thứ ba, mình không lìa bỏ nó thì nó cũng lìa bỏ mình. Nói trắng ra như trong tình cảm nam nữ, mình không chán người ta thì cũng có ngày người ta chán mình nha. Tôi vô cùng thành kính nể phục với tất cả sự chân thành từ cái trái tim của tôi đối với những ai mà phải nói hướng đến đời sống hôn nhân, vô cùng thành kính và tôn quý cũng như là nể phục những người đó. Tôi nể phục những người ly dục đúng, mà tôi cũng nể phục luôn cả những người có cái gan mà hướng đến hôn nhân. Là vì sao? Là bởi vì chúng ta không có được bao nhiêu điều kiện để giữ lấy một cuộc hôn nhân tốt đẹp, chúng ta không có bao nhiêu cái niềm tin để mà giữ lấy một tình yêu. Thưa bà con, mặc dù đến bây giờ tôi vẫn độc thân, mà tôi cho rằng có lẽ tôi là một trong những người hiểu chuyện nó ghê gớm lắm, bởi vì tôi nghĩ một chuyện tôi không cần va chạm nhiều, tôi chỉ hiểu tôi là Phật thôi. Mình không chán người ta cũng chán mình, rồi thì hai đứa cũng phải có đứa đi trước, phải không? Rồi thêm cái nữa, bên cạnh cái người con gái mình thôi, nó có tới 1 tỷ đứa để mình so sánh, và bên cạnh mình, bên cạnh chung quanh mình có tới 1 tỷ đàn con trai để cái người đàn bà của mình họ so sánh, thì thử hỏi nó yêu yêu cái nỗi gì? Ấy, làm sao mà trong chừng đó năm ấy, mà cái người đàn bà của mình nó không có ngoại tình tư tưởng ấy, và trong làm sao trong chừng đó năm mình lại không có những phút ngoại tình tư tưởng, thì thử hỏi họ có những người như vậy có phải can đảm ghê gớm lắm. Cho nên đây là cái chúng ta nhớ một chuyện, hãy càng thương thích nhiều thì càng có nhiều cái bất mãn, là vì vậy đó. À, càng có nhiều bất mãn thì đời nó càng khổ, mà cái si ở đây chính là vô minh trong trong bốn đế. Từ cái chỗ đó, đó hai từ cái anh si này nè, anh mới đẻ ra hai cái anh này, anh mới tạo ra hai cái anh thương thích và ghét sợ nha. Thương thích là tham và ghét sợ là xong. Ok, bài kinh nó như nó xong rồi, bây giờ qua bài kinh tiếp theo, bài kinh cung thuật. Bài kinh cung thuật đó, hiểu là kinh thuật không? Ít nào để kinh thì quên rồi, thầy đã là kinh tổ mẫu chúng ta chưa học phải không? Mà lạ cái kinh này lạ, mình bỏ qua vậy đó, mà họ cũng im ra không mình nói, rồi tới lúc mình hỏi họ mới cho mình biết. Như vậy thì tôi nghĩ rằng đó
là quý vị mở rung, là quý vị đi ngủ sạch sẽ. Tôi biết tôi cũng phải để cái chuông reo đó, tôi giật mình, tôi đang ngủ ngon mà trời, bên đây nó đang lạnh nè, cái chỗ vỡ nó đang ngay sát biên giới của Thụy Sĩ này, nó lạnh coi như bữa nay là nó lạnh cho chết luôn. Cái gì vào được Google đánh cái thời tiết của cái chỗ tôi là quý vị biết nghe, là tôi đang ngủ ngon vô cùng nghe. Cái chỗ tôi mà tôi phải ráng tôi dậy đó, cái Google đánh cái chữ weather nó cũng có nghĩa là là cái gì đó, là gì đó thời tiết. À, mình ráng mình dậy, mình để rồi bây giờ nó ngồi vô trong đây mà coi như là ngủ 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 tập thể của mình, ngủ ngon ngủ nhẹ, ngủ coi như là ngủ ngon mà lành, ngủ đam mê, ngủ thơ ngây, ngủ hồn nhiên. Ok, hồi xin giáo viên có một giấc ngủ ngon nha. Ok, à, cái bài kinh tổ mẫu. Tổ mẫu làm sao? Cái tổ mẫu ở đây đó, các vị biết đó, tổ mẫu nó từ cái chữ Phạn là Ajika. Ajika là bà nội hoặc là bà ngoại nha. Ở trong cái tiếng gì đó, trong cái tiếng gì đó gọi là, trong tiếng Anh đó, nó kêu là grandma. Grandma tức là mình cũng hiểu sao, hiểu bà nội bà ngoại gì, nó gom chung nha. Còn tiếng Việt Nam mình nó từ nó phân rõ lắm, bà nội bà ngoại, cố nội cố ngoại ha, cháu chắc chút chích chó ké. À, mình phải kỹ. Thì tổ mẫu ở đây nó là sao, là bà ngoại của vua vua Kosala. Trong chú giải nói rằng là vua mồ côi mẹ hơi sớm, là vua có nhiều điểm giống Thái tử Tất Đạt lắm, mồ côi mẹ sớm và hai người bằng tuổi nhau, hai người bằng tuổi nhau và hai người đều có của đời sống tâm linh thì khỏi nói rồi ha, đời sống linh rất là tuyệt vời. Dĩ nhiên một người là sẽ là thành Phật, còn vua Ba Sa Na Ri tuy là vua nhưng mà rất là minh triết, một vua phải nói là minh quân đã đành rồi, nhưng mà cũng là một người đại trí đại hiền, bởi vì là phải vị Phật tương lai gần thành đâu, còn cái hai bữa nó thành rồi. À, theo với một con mẹ nó lạ như vậy, mà đàn ông mà lạ lắm, đàn ông mà một là một con mẹ sớm, hai đó là vợ chết sớm thường dễ trở thành doanh nhân đó, nó lạ vậy đó. Một con mẹ sớm thành doanh nhân là bởi vì trong cái sự cô quạnh lẻ loi họ phải vươn lên thành doanh nhân, còn một cô vợ là bởi vì họ rảnh tay, có vợ là có kinh nghiệm sống nhưng mà vợ phải đi sớm để mình mới rảnh tay làm việc lớn. Ok, thì đó là vua vua Ba Sa Na Ri đó, là vua khi bà ngoại mất cái vua buồn ghê lắm. Vua buồn ghê lắm đó, thì coi như là trong chú giải nói rằng khi mẹ mất đó, thì bà ngoại đóng luôn cái vai của bà mẹ, giống như là tẩu nương của bao công ấy. Tẩu tức là chị dâu, tức là coi như là bao công mồ côi sớm lắm, coi như là ông mồ côi sớm, cho nên là bà chị dâu ấy, nuôi ổng thương nhiều ổng giống như là con luôn, cho nên ổng mới kêu một cái chữ kêu rất là kỳ là tẩu nương, nhưng mà mẹ tẩu là chị dâu, tức là chị dâu mà một nửa chị dâu một nửa là mẹ. Còn ông vua Ba Sa Na Ní này đó thì mẹ mất sớm cho nên bà ngoại đó là kiêm nhiệm luôn, vừa tổng bí thư mà kiêm luôn thủ tướng chính phủ luôn, có nghĩa là vừa là bà ngoại mà coi như là má của ổng luôn. À, ta nói là cha chết ông chân chú mà ngoại chết muốn muốn gì là vậy đó, có nghĩa là hả, không có thằng tèo thế một tí vô. Đó thì đại khái như vậy, thì coi như một cái người mà là mẹ 50% như vậy đó, thì coi như là bà ngoại 50 mà mẹ hết 50 nữa, cho nên khi mà bà mất rồi đó vua buồn lắm, vua nói bây giờ mà có phải bỏ cái ngai vàng để cho bà ngoại sống vậy nữa, thì con cũng bỏ nữa. Đó, thì lúc đó Đức Phật này nói là mà Đức Phật này mới giảng nè, giảng cho vua nghe, giảng cho vua nghe đó, nghe nói là bây giờ chúng sanh nó sinh ra là phải chết thôi, thì ông vua là nghe thì nhiên cái chuyện mình này nãy tôi nhớ đầu buổi giảng tôi có nói rồi, cái chết không ai lạ hết trơn ấy, ai lạ hết, mà nó khổ một chỗ là cái gì mà mình thấy không lạ đó là mình thấy nó bình thường, mà cái gì nó bình thường nó dễ bị mình đẩy xuống cái hàng tầm thường, mà cái chuyện gì mình thấy nó tầm thường với mình không thèm dòm cái nữa nghe. Chứ phải nói đó, nếu mà các vị đó mà thiệt lòng tin Phật,
Thế thật lòng đó, có vị thật lòng tin Phật và thật lòng có một chút đời sống tinh thần, một chút đời sống tâm linh đó ha, thì đó nó chỉ riêng cái chữ chết thôi đó, nó đủ để khiến các vị trở thành người tốt rồi, đủ khiến cho vị trở thành doanh nhân rồi, đủ khiến cho các vị trở thành một cái gì đó. Ở đây nó là mình tu mình đỡ trở thành cái giống giải cũng phải, nhưng mà nghĩa là mình sẽ có một cái đời sống tinh thần tốt hơn, tuyệt hơn, phải nói như vậy. Nếu mình nói là một chữ chết thôi, một chữ chết thôi, cứ làm gì làm đang giận ngay lắm cũng nhớ rồi. Sớm muộn thì cũng ra gò đâu, sớm muộn dù gì cũng chung vô hũ đâu, cứ nhớ như đó, chứ mà thần chú gì đâu có niệm hoài vậy, sớm muộn gì cũng ra gò, sớm muộn gì cũng vô hũ, mà cái đọc giống như thằng khùng vậy đó. Nhưng mà cái câu này nó hay vô cùng, tôi bảo đảm với bà con nó hay không tưởng tượng nổi. Tôi đọc vô đó nghe câu rất là kỳ, không có văn chương hay ho gì hết, cứ là sớm muộn gì cũng ra gò, sớm muộn gì cũng vô hũ, mà đọc như vậy suốt trong vòng 5 năm 10 năm thì các bạn sẽ trở thành trong cái thứ gì đó rất là dễ sợ. Nếu mà muốn học giáo lý đó mà nhớ cái câu đó là sẽ giỏi ghê lắm, mà muốn tu thiền là cũng sẽ tiến bộ ghê lắm. Có mấy 16 tuệ với nói 32 tuệ luôn, tôi bảo đảm đáng nghĩ lên nó 32 tuệ luôn, thì chỉ cần nhớ câu đó thôi nha, nhớ sớm muộn thì cũng hay gò, sớm muộn cũng vô hủ. Ok, nếu Phật đại dạy giống như là một cái vật mà được làm bằng gốm nha, thì cái ngày đầu tiên mà nó được hoàn tất nhìn thấy ánh nắng mặt trời thì cũng kể từ giây phút định mệnh đó nó đã chứa sẵn cái mầm chết ở trong người của nó. Đó là một món đồ gốm hay sứ bằng sành, những thằng biết mà cái ngày đầu tiên mà nó nhìn thấy ánh nắng mặt trời thì cũng là bắt đầu cái ngày đó nó mang cái mầm chết trong người của nó, có nghĩa là nó luôn luôn trong một tình trạng chờ bể, cũng giống như ở đất nước của chúng ta, đường thì chờ hư và cầu thì chờ sập nha. Bao nhiêu dự án công trình mấy ngàn tỷ không cần biết, cái cầu đó là cái cầu gì không cần biết, cái cầu Hàm Rồng, cái cầu Gia Hội Phú Cam, cầu Tràng Tiền Bạch Hổ, rồi cái cầu Cần Thơ, cái cầu có như Rạch Miễu khỉ gì không cần biết, chỉ biết là đảng ta và ra ta thì phải dính thôi. Cao người cũng lúc nào cũng là trời sập, mà đường thì cũng lúc nào cũng là trời hư, trời lún. Và chúng ta may mắn sinh ra trong một cái đất nước mà phải nói là rất là minh triết, rất là triết học, có nghĩa là luôn luôn những người dân nó thường trực đối diện với những vấn đề hóc búa của nhân sinh, những vấn đề đã được một bậc đại giác nhắc nhở hàng ngàn năm trước, đó là cái tâm niệm vô thường. Cứ đi đường qua cầu là cứ nhớ, qua cầu là nhớ, nhớ liền. Chúng ta có thể chết trên cái cầu này, đi hôm ba mà gặp ổ gà cái khả năng chết rất lớn, rất là lớn, chỉ cần mà đi tốc độ 80 cây số mà sập xuống một cái hố không cần nhiều, đường kính khoảng chừng 6 tấc thôi là coi như là có cháu khuya rồi nha. Ok, tiếp theo là cái bài kinh, bài kinh chi, bài kinh cung thuật nè, bài kinh cung thuật, bài kinh cung thuật. Về kinh cung thuật, về kinh cung thuật, cái cung thuật có nghĩa là cái nghệ thuật bắn cung. Nghệ thuật bắn cung ở đây tiếng Pali kêu là Isatha. Có nghĩa là cái nghệ thuật bắn cung. Nhưng là cái chữ này nè, nó chữ Isatha này nó còn có một cái nghĩa, nó là cung thủ, có nghĩa là người người chuyên bắn cung. Người chuyên bắn cung, các vị có biết rằng là bất cứ một cái chuyện gì trên đời này mà nếu mà mình có cái lòng yêu nghề đó, mình đi đến đầu đến lửa đến nơi đến chốn đó, thì cái gì nó cũng có những cái chiều sâu đáng lẽ của nó. Thí dụ như bây giờ cái chuyện mà mình đang rổ, hoặc là cái chuyện mình dệt thảm thảm chùi chân ý, hay là cái nghề làm bánh làm chè xôi đi bán, hay là hơn nữa là nghề đánh kiếm, nghề bắn cung, hoặc là nữ công nhân chánh một chút, rồi là nghề nấu ăn, là nghề chim hoa. Nếu mà chúng ta yêu nghề thì cái gì nó cũng có những cái chiều sâu chiều rộng kinh khủng của nó. Còn cái kiểu mà dễ hài lòng ấy, với cái mình đang có thì đi cũng xa. Tại sao mà tôi nói nó lạc đề như vậy, tại vì thì tôi thấy cái gì bắn cung này nè, tôi nhớ ông Tàu ấy, có cái ông nó không giỏi lắm, không giỏi, một tay cung thủ mà phải nói là nổi tiếng bậc nhất của Trung Quốc,
một thời đó, tôi không nhớ đời nào nha, nhưng mà cái gì nó quan trọng là cái điều tôi sắp nói này. Khi có người người đến muốn học với ông từ chối, ông nói là cái nghệ thuật bắn cung của ta đó, nó không phải dành cho cái người bình thường, một là cái người không có cái năng khiếu, hai là người không có cái kiên nhẫn, không có cái kiên trì đó là không có thôi được. Thì sau khi mà ông được năn nỉ nhiều lần đúng không, ok, nhưng nếu mà con làm đúng như lời của ta đó, thì ta hướng dẫn. Ông không có dạy kỹ thuật gì hết mà ông cứ dặn với người học trò lắm, ông mới đưa cho người học trò cái hột mè, ở xin lỗi, cái hột đậu phộng ấy. Ông đưa người học trò đậu phộng, ông nói con ngon mà con nhìn cái này, các vị nghe cái này, cái này quan trọng, cái con gì nữa đó quan trọng. Ông đưa cho người học trò cái hột đậu phộng, ông nói bây giờ mà con ngồi con nhìn chừng nào mà cái hột này đó mà nó to bằng cái trứng gà đó, con báo cho thầy biết. Con ngồi con nhìn nó đó, mà chừng nào mà nó to bằng cái trứng gà đó thì nói cho thầy biết. Thì thằng học trò nó không biết tại sao mà phải phải làm chuyện đó, nó ngồi nó nhìn mặt sự ông nó làm được. Đến một lúc đó nó thưa thầy, thật sự con đã thấy, ông thầy nó có thấy được con mới nói nha, chứ mà mẹ nó dốt là mới mà chết á, thì cái này là không thể xây dựng cái thằng bà xạo được nha. Thầy thật sự có thấy được mấy ông thì mới nói cho thầy biết. Thì nó là đúng thầy, con thấy từng cái vết trầy xước nhỏ xíu ở trên cái hộp đậu phộng đó, như là con đang quan sát một cái trứng gà. Thầy nó được rồi, ông mới bỏ cái hộp đậu phộng xuống để mà cái hộp đậu xanh lên, ông mới còn tiếp tục nhìn chừng nào cái hộp đậu xanh này mà nó to bằng cái trứng gà cho thầy biết. Thì cuối cùng ông bảo nó dạ cái này nó đã tới rồi, nó to bằng cái hộp gà rồi. Ông mới lấy cái hộp đậu xanh xuống, ông mới để cái hộp mè lên, ông nói mày cứ nhìn, con cứ nhìn chừng nào mà coi như nó to bằng cái trứng gà thì báo cho thầy biết. Thì rồi đến một lúc nào đó mấy ngày sau, nhiều tháng sau, thì thầy học trò mà nó báo cho ông biết là tôi thầy bị cái hộp mẹ nó to hơn cái trứng gà rồi, thì ông nói con cứ nhìn nữa đi, con nhìn như nào mà nó bằng cái thúng như bả là thì biết. Thì nó tiếp tục mà nó nhìn đến một lúc nữa tôi thầy nó to quá, thầy nó to bây giờ con không thấy bên kia cái hộp mẹ là cái gì nữa nha, có nghĩa là nó làm như cái thúng nó kia trước mặt con rồi, mà đã là thúng thì con đâu còn thấy gì, làm sao có thúng nó được. Thì lúc đó giờ ông bà ông nói được rồi, ông mới lấy cái cung ra, ông nói bây giờ con làm con tìm cho thầy cái thúng nào đó để con bắn đi. Đó cái chỗ mà con thấy con cái vạch màu đỏ đỏ đó, đúng rồi, con thấy con nhìn là con thấy cái thúng mà con bắn đi ngay chốc giữa cái thúng đó cho thầy. Cái trong hôm có còn nghe không, cái câu chuyện này đó tôi rất là vừa ý, bởi vì nó rất là giống với cái nghệ thuật và thiền chỉ của Phật giáo, cái kỹ thuật thì đúng hơn, đúng không? Tức là mình muốn nhìn sâu, nhìn rõ vấn đề gì là phải có cái tập trung, không có định đừng hòng có tệ nha, không có định thì đừng hòng có tệ là vậy đó, là mình sống chết chìm sâu vào đó thì sẽ phát hiện ở nó một tỷ vấn đề hay ho vô cùng nha. Chỉ còn cái thứ mà lăng xăng thì đừng hòng học được cái gì hết nha. Làm gì nó rất là quan trọng, ngay cả cái chuyện mình nhổ tóc bạc đó, nhổ tóc sâu đó, nó cũng phải là một sự tập trung, một sự chú ý. Mình bắt chí đó, phụ nữ mình ngồi bắt chí cho nhau, ngồi làm móng cho nhau, hả? Bắt nhổ tóc sâu cho nhau cũng cần cái sự tập trung tư tưởng. Đàn bà mà ngồi dưới bếp mà lụm gạo nó cũng có sự tập trung tư tưởng mà. Không có tập trung tư tưởng đừng hòng làm ăn gì hết nha, quan trọng lắm. Thì cái chuyện này đó, tôi kể câu chuyện này là vì chỉ vì cái tựa đầu tựa kinh thôi nha, chỉ vì cái tựa kinh thôi chứ còn không bắt bó gì được kinh hết. Ok, cái duyên sự của bài kinh này là sao? Cái duyên sự của bài kinh này là một ngày kia vua vua Bát Xê Na Ní nghe râm ran ở trong thiên hạ có một cái tiếng đồn là các du sĩ ngoại đạo đó bị thất thu nặng nề. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ không có nhận được cái sự hỗ trợ những cái quần chúng nhiều như ngày xưa, kể từ khi mà có cái chư tăng đông đảo hơn. Và những đại gia phú hào, những tướng lãnh, vua chúa quận công thì tìm đến cái Phật pháp, đến tăng ni, đến Đức Phật nhiều hơn là đến họ. Rồi từ đó nó mới nảy ra một cái mối oán hờn,
Nhưng mà từ cái quán hàng đó đó, nó mới ra một cái tiếng đồn không hay, họ nói là Đức Phật ấy, Sa-môn Gotama đó, giành hết đệ tử của chúng tôi rồi. Sa-môn Gotama nó là giảng đạo cầu giải thoát, hướng tới giải thoát, nhưng mà thật ra nó trong cách đối của Sa-môn Gotama là nhằm kêu gọi người ta đó, chỉ cúng dường cho mình và cho đệ tử của mình thôi nha. Tại vì họ có nghe như vậy đó, có nghe, tức là người bất mãn họ họ đặt chi, còn người mà bình dân như mà ít suy lười biếng suy tư đó, lười biếng suy tư thì chỉ biết nghe như vậy rồi cứ một đồng người rồi đồng như vậy, ở đầu nó là Đức Phật là dành hết cái máu cúng dường của họ, và cái cách thuyết giảng Đức Phật cái rõ ràng đó là tuyên truyền nói xấu người khác, thì vua nghe như vậy đó, vua mới tìm dịp đến thăm Đức Phật. Đến thăm Đức Phật là như hỏi là như nó hỏi hai câu mà chúng ta thấy trong 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 chính kinh đấy, là vừa gặp Đức Tôn hỏi Bạch Thế Tôn ai ở trong đây là chỗ nào, nhưng mà mình nói thì tiếng Việt Nam mình, cái người nào mà đáng để mình cúng dường nhất cái đối tượng nào chỗ nào mà mình cần phải đem đi bố thí, thì Đức Phật trả lời mà tôi thường nghĩ rằng là tôi có cảm giác giống như là Ngài đang trả lời cho bản thân tôi vậy đó. Tức là mình cái bài kinh này, cái câu trả lời này nên là mình thấy bất ngờ ha, rất là bất ngờ. Cái câu trả lời của Đức Phật làm cho mình bất ngờ. Vua hỏi chứ có chỗ nào, đối tượng nào mà đáng để mình cúng dường, thì Đức Phật không nói đến đối tượng nào ghê gớm, mà Ngài chỉ nói rằng mình hoan hỷ lúc nào, ở đâu với ai thì bèn lập tức bố thí lòng phước ngay lúc đó. Đó là, chứ còn mà ngồi mà chờ đó hả, thì con nước nào cũng xuôi về đông, cơ hội nào cũng chỉ đến với ta một một dịp một lúc nào đó thôi. Tâm là vô thường, lúc thiện lúc ác, lúc rộng lúc hẹp, mà ngồi mà chờ mà đúng dịp đó hả, thì có những cái lòng nó không còn như cũ nữa. Nên nhớ tiền bạc mình có lúc có lúc không, có dần về nó luôn trôi chảy, tâm hồn mình cũng vậy, có lúc hướng lúc không hướng, rộng lúc hẹp nha, đúng muốn nó không muốn, rồi có lúc mình có gặp được người đáng mình chơi, có gặp người để mình hoan hỷ, có lúc mình không gặp người mình hoan hỷ, vân 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 vân. Nói chung mọi thứ nó luôn luôn trôi chảy, nó luôn bị đẩy về phía trước, chuyện đời nó không ngờ nó muốn chờ mình đâu nha. Cho nên thì trong câu hỏi đầu tiên, câu hỏi chỗ nào cần bố thí cho Phật nó liền nó quan ngay lúc đó, phải nghe như vậy, vì đó là cơ hội tốt nhất, cơ hội tốt nhất nó nằm ngay chỗ đó. Chứ còn mà chờ biết kiếp nào, ví dụ như bây giờ tôi có cái ý là tôi muốn qua Miến Điện, tôi gặp mấy vị Sa-di-đà đó thuộc lòng tâm tạng nhị tạng một một tạng, rồi tôi quỳ tôi lạy tôi cúng dường cho dầu gió dường, nhưng mà tôi xin hỏi thiệt nha, cái cơ hội mà tôi đi Miến Điện, nếu mà tôi ở Việt Nam thì 10 năm tôi đi được mấy lần, và chờ đến cái lúc mà tôi đi đó, là lúc nào cái cơ thể tôi lúc đó nó có còn khỏe mạnh như bây giờ hay không, rồi điều kiện tài chính của tôi lúc đó nó làm sao đây hả, nó khổ như vậy. Cho nên hoan nghĩ ở đâu lúc nào thì bèn ra ra lúc đó, nhưng mình nhớ không chị là chừng mực thôi, để mà đừng có mà hứng quá rồi vung tay quá tráng hả. Có được mình có thể dành được 20 triệu để làm phước, mình bèn phan hết 20 triệu. Tối hồi mình nghe lời ông tiếng về dị nghị về cái chùa đó, về ông trụ trì đó, cái mình bất mãn mình chán chừ rồi mình tiếc nuối là bậy nghe. Làm phước là tốt, nhưng mà trước khi làm phước làm ơn có cái hợp trí một chút nghe, coi cái chuyện đó nó có đáng hay không. Ví dụ như mình coi mình nghĩ bụng mình cái chuyện in kinh này, cái chuyện đúc tượng đúc chuông, cái nào nó cần hơn, mà khả năng mình chỉ có 20 triệu thôi hả? Hỗ trợ tăng ni bị bệnh, hay là hỗ trợ thực phẩm cho hành giả, hay là hỗ trợ in sách, hay là hỗ trợ làm tháp xá lợi, hỗ trợ đúc chuông, hỗ trợ làm chùa, hỗ trợ xây tường, hay là hỗ trợ làm đường, thì mình là mình nghĩ cái mình khoái cái nào mà tại sao mình khoái cái đó, nhớ nha, cái này quan trọng lắm ạ. Tại vì mình chỉ có 20 triệu thôi, thì mình làm phước ở đâu, làm phước việc gì, mình làm ơn nhớ gì, đã trao ra là không hối tiếc, tình cho đi không nhận lại bao giờ nha, tình đã trao cho đi thì không nhận lại bao giờ, không đòi lại bao giờ. Ngay cả trong tình cảm nam nữ rất đổi trần tục kia mà người ta còn chưa
Có như vậy mà từ ra cái thứ tình mà tình trời ơi đất hỡi thì mình có nói chứ đúng, mà lúc là chân tình yêu thiệt cơ, tình lại thà bị gạt chứ người ta không có hối tiếc, tại vì mình ngu quá mà ráng mình chịu, thí dụ như vậy thì nói chi là thành đạo. Cho nên một khi mình đã trao ra là cái lòng mình trải và nhớ một chuyện, dầu là có tiếng xấu gì đi nữa thì cứ nhớ cái này. Cái chuyện quan trọng nhất trong cái cuộc bố thí này mình đã làm được, đó là mình không có ôm giữ sở hữu, mình đã dám bỏ ra như vậy là đã làm thành công lớn rồi nha. Còn cái đối tượng mà mình trao ra, cái đối tượng mà họ nhận được cái tài sản công ty 20 triệu của mình, họ có làm sao chuyện nó của họ, nhưng phần mình ấy, cái chuyện quan trọng nhất đó là mình đã hoan hỷ trong lúc mình làm. Và điều thứ hai, cái điều quan trọng nữa cũng không kém, đó là mình đã làm được một chuyện mà bao nhiêu tỷ người không làm được, đó là mình dám ngắt ra một phần cái sở hữu của mình để mình trao ra, không tiếp tục giữ lại nha. Cái này là cái đáng quý, bởi vì bố thí nó có nhiều lắm. Có người thì bố thí là vì nghĩ đến quả báo đời xa kiếp khác, có người bố thí là vì để cầu danh trục lợi, nhưng có người bố thí để dạy cái tâm nhé. Trong vô số kiếp luân hồi rồi nhé, mình đã có thói quen là ôm giữ nắm níu nghe. Bây giờ mình biết đạo rồi mình phải buông nó ra, bởi vì giải thoát là gì? Giải thoát là buông ra, mà muốn giải thoát là mình phải buông cái sở hữu trước, rồi từ từ mình mới mai này mình mới buông được cái những cái thói xấu, buông được cái phiền não đó nghe. Mà chỉ đầu tiên mình phải buông những cái sở hữu mình trước, buông từ từ nghe. Cái nhớ Phật pháp là buông, Phật pháp là buông. Đi chùa nghe đánh chuông nghe là nhớ phải nghe chữ buông chứ không phải là nghe bon. Nghe bon là chưa phá, phải nghe là mà mỗi lần nghe đánh chuông nghe chữ buông, bởi vì tôi nói hoài rồi. Chuông lớn thì là mình nghe thành bon, mà chuông nhỏ thành ra là chen, mà tu mà nghe bon với chen là nó khác, mà phải là buông buông nghe tiếng chuông, mà nghe tiếng buông chứ không phải nghe bon, bởi vì bon nó gặp cái chuông nhỏ là chen. Ok, bây giờ đó là cái chuyện đầu tiên cô hỏi chỗ nào đáng để bố thí. Đức Phật nói là phải hoan hỷ là bố thí. Rồi cái câu thứ hai là bố thí chỗ nào được cái quả báo lớn, thì Đức Phật nói rõ. Đức Phật nói này này, cái câu số 1 nó khác, câu số 2 nó khác, đừng có lộn nha. Đức Phật có xác nhận với nó, đừng có lộn nha. Ông phải nhớ nghe, hai cái này nó khác nhau. Ông hỏi ta chỗ nào cần, lúc nào đối tượng nào cần cái bố thí, thì ta trả lời đó là chỗ nào hoan hỷ, đối tượng nào mình nhìn mình hoan hỷ làm phước. Nhưng mà khi nó đến quả báo lại là một cái chuyện khác. Chỉ có vị trí cho đánh giác mới có thể trả lời như vậy thôi. Tại vì người thấy được cái vấn đề nghiệp lý, người thấy hoan hỷ làm thì công đức mới lớn. Tuy nhiên trong những cái đối tượng đó, nó lại có nhiều hạn, có những cái đối tượng, có những là phước điền, có những cái miếng ruộng tốt đã được dọn cỏ rồi, đất tốt mà đã được dọn cỏ rồi, mưa xuống thì tự nhiên nó sinh sôi phát triển. Nhưng mà ruộng xấu thì sao, mình quỳ mình lạy nó thì nó cũng cằn cỗi nha. Tôi nhớ ngày xưa tôi từng đi có một thời gian dài ở trong nước, tôi đi miền Trung, năm nào tôi cũng đi một hai lần, mà tôi đi xe đò nghe nó cánh đồng ở miền Trung. Tôi mới nhớ miền Nam, miền Nam mà người ta cắt lúa đó, cái gốc rạ đó nó cao phải nói là hơn 5 tấc, có những cánh đồng cái rạ đó nó cao từ 5 tấc, có nghĩa là cái cây, có những cây lúa mà người ta đứng giữa đồng lúa đó là ở xa nhìn lại không thấy cái đầu người. Ở miền Nam đất nó tốt như vậy đó, đi nói tôi thổ những học mình là đất mới mà đất bồi mà đất nó tốt như vậy đó, cho nên có những cái cánh đồng mà có người mà đứng là cái lúa nó cao hơn cái đầu người. Cho nên cái hồi cắt á thì cái phần người cái gốc rạ đó nó còn lại nó rất là dài, mà chính vì nó dài như vậy đó cho nên nếu mà họ đốt đó, thì nó cũng nó thành tro, nó thành phân. Còn nếu mà không đốt mà để tự nhiên cho nó mục thì nó cũng thành phân. Mà gốc rạ càng dài thì cái phân nó càng nhiều. Còn miền Trung thì sao, đất nó đất cằn, cho nên ngay cái lúc mà chưa gặt lúa đó thì tính cả cái thân cây lúa nó đã là không bao nhiêu rồi. Cho nên tới hồi mà cắt lúa đó, gặt lúa đó là coi như cái phần còn lại không còn được bao nhiêu hết. Cho nên đất xấu nó xấu hoài là như vậy, mà đất tốt nó tốt hoài là như vậy. Tôi nói là lạc đề là bởi vì tôi muốn nói đến cái chữ phước điền ở đây cũng vậy. Thì có những cánh đồng tốt là có những đối tượng mà mình gieo vào trong đó một phước, một cái công đức nhỏ xíu thôi là mình hưởng ngàn đời không hết. Còn cái những cái ruộng đó thì coi như là cho thì nhiều mà chẳng chẳng bao nhiêu, yêu thì nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Người ta phụ thờ ở chẳng biết là vậy đó.
coi như cho mình nhiều như quả mà nhiều, nhưng mà cái quan trọng không phải mình cầu quả báo nha, mà cái quan trọng đó là có dịp mình trao ra. À, cái quan trọng là có dịp mình trao ra, à, cái đó là cái quan trọng. Ok, thì ở đây Đức Phật ngày mới giải thích thế này, thì ngày mới giải thích thế này là hỏi chỗ nào cần là bố thí thì khác, mà chỗ nào phước báo nhiều thì khác. Ngày mới giải thích cho ông nghe thêm. Nhà nói giống như ở ngoài chiến trường, khi mà đại vương lâm trận và đòi lâm lâm nạn, sắp sửa lâm lâm chung lâm trận là mà coi như bị lâm nạn, sắp sửa lâm chung, thì coi như là lúc đó đại vương cần nghe, cần một cái thằng vừa giỏi mà vừa ghen, à, vừa giỏi vừa ghen. Chứ còn mà giờ đó mà gặp cái thằng mà nó không biết võ nghệ, không biết cung kiếm đau thương, không có biết sử dụng cung tên, mà nó lại chết chát, nó gặp kẻ thù nó rung bắn nó lên, à, thì cái thứ đó đâu có xài được, đâu có xài được. Thì đây cũng vậy, ở đây hãy tùy chuyện mà nói trên mặt tình cảm thì thích chỗ nào hoa nghĩ chỗ nào là làm phước, nhưng mà nói trên mặt kỹ thuật cách thì sao, tức là chỗ nào mà mình cũng vừa mà công đức lớn thì đây lại là chuyện khác. Cũng như Đức Phật là ví dụ giống như ngoài chiến trường, mình thưa nghe thì mình cũng nên thưa nghe cũng tốt hết, nhưng mà có những trường hợp mà mình phải nói đến khía cạnh kỹ thuật, à, chứ không phải là việc thương. Tại sao những sứ cộng sản nó không phát triển được, là bởi vì trong thiên hạ có bao nhiêu người tài, lẽ ra những cái sứ sẽ phát triển, thì mình đã lấy cái tinh hoa từ thiên hạ ở dưới cộng sản gì khác. Họ không có lấy tinh hoa từ thiên hạ, mà họ đi tìm cái tinh hoa trong số những đảng viên. Trong số những đảng viên đó, họ mới tiếp tục họ lựa những đệ tinh hoa trong đó. Nói chung thiên hạ có tới 1 tỷ thì họ chỉ có được có 100 mạng thôi, thì đi tìm cái tinh hoa trong 1 tỷ thì nó dễ tìm hơn. Thứ hai là cái tinh hoa của 1 tỷ nó đáng nể hơn cái tinh hoa trong 100 nha. À, nó khổ như vậy đó. Nhưng mà vì họ tự họ bó hẹp họ, tự bó hẹp họ. Thì ở đây nói về mặt kỹ thuật, cái kỹ thuật dùng người mới tôi biết là sao. Họ không có nặng về tình cảm là tôi thích anh và tôi tin anh, không phải. Mà cái quan trọng nhất là anh có khả năng làm gì đó hay không, anh có khả năng làm gì đó hay không. Ở đây tôi đang cần cái con bù lon số 8, thì anh đúng là cái bù lon số 8, thế là tôi dùng anh. Còn ở sức cộng sản thì không, chúng tôi đang cần cái con bù lon số 8 nhưng mà không được, tôi thuê cái thằng số 7.5 thôi. Tôi ráng tôi chèn, tôi ép, tôi ráng tôi nhầu, tôi nhét, tôi sửa, tôi cắt con ốc cù lon thôi, nó vừa với con tán đó. Cho nên cái cách dùng người nó không có đúng kỹ thuật, mình chỉ nặng về cái cảm tính là chỗ đó. Ở đây cũng về biết phần mất về mặt kỹ thuật, người nói khi mà bố thí mà về mặt cũng xét về mặt cảm xúc và tình cảm thì đúng, mình hoan nghĩ chỗ nào mình là phước cái đó, nhưng mà xét về mặt kỹ thuật thì khác. Hãy nếu nó công đức lớn thì mình phải xét khác. À, cũng giống như là mình bình thường mình muốn thương ai mình thương, nhưng mà ở ra ngoài chiến trường thì mình không nói là việc cái cảm xúc, mà mình phải làm việc theo thì kỹ thuật. À, tôi đã giải thích như vậy thì mới lòi ra cái ví dụ này. Thì ở đây Đức Phật nói ai mình thương mình quý mình cũng nên tu thí, nhưng mà nói đến mặt kỹ thuật thì phải nói rõ cái người mà bỏ được 5 cái và thành tựu được 5 cái thì cái người đó được xem là đối tượng cúng dường tốt, là một phước điền, là một cái ruộng phước hoàn hảo cho chúng sinh. Bỏ 5 cái là gì? Bỏ được 5 triền nè. Mà thành tựu 5 cái gì? Thành tựu 5 cái ngũ uẩn pháp thân. Cái bài kệ này, cái cách đó Đức Phật có một cái mẹo rất là hay. Bỏ được 5 triền là chứng được thiền chỉ nha, rồi có được ngũ uẩn pháp thân là hoàn tất thiện thì quán nha. Và tại vì ngày 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 nói vậy đó, ngày ngày hai thay ngày nói tu thiền chỉ, ngày nói là bỏ được, ngày nói là cái đối tượng mình được xem là đáng cúng dường là sao, là bỏ được 5 cái và có được 5 cái. Thì bỏ được 5 cái là gì? Tức là bỏ được 5 triền. Mà bỏ được 5 triền là sao? Là tu Vipassana. À xin lỗi, là tu Samatha, là tu thiền chỉ. Còn có được 5 cái ngũ uẩn, có được cái là 5 cái ngũ uẩn pháp thân. Vì ngũ uẩn có hai trường hợp. Một là ngũ uẩn sắc thân và ngũ uẩn pháp thân. Ngũ uẩn sắc thân ở đây tức là sắc thọ tưởng hành thức. Còn cái ngũ uẩn pháp thân ở đây là
giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Giới định tuệ thì biết rồi, giới là biết rồi, định đúng rồi, tuệ biết rồi, còn cái giải thoát đây tức là đạo và quả, còn cái giải thoát tri kiến là tức là trí tuệ phản kháng. Mà để trí tuệ phản kháng là sao? Tức là trong Ati Đàm giải thích rằng thì là một cái người mà đắc quả đó, họ thỉnh thoảng đó họ làm, tức là ngay khi cái người mà trí nhiều đó nghe, đã nói rằng họ trí nhiều, cái trí chậm thì họ làm không nổi, chỉ làm một ít thì họ làm không đủ, có làm mà làm không đủ. Còn cái người trí nhanh ấy, thì ngay khi đắc quả họ dùng cái trí họ nhìn lại năm cái vấn đề. Một là phản kháng đạo, tức là nhìn lại cái đạo mà mình vừa đắc. Phản kháng quả là nhìn lại cái thánh quả mà mình vừa đắc. Rồi cái phản kháng niết bàn là mình nhìn lại niết bàn mà mình vừa chứng ngộ. Phản kháng đạo quả, phản kháng niết bàn là ba. Phản kháng phiền não đã diệt, có nghĩa là mình đã giải quyết xong cái phiền não nào rồi. Rồi cái phản kháng là nhìn lại cái phiền não mà còn sót lại. Như vậy nhớ nha, phản trí cái giải pháp tri kiến này tức là chỉ cho năm trí phản kháng. Tức là phản kháng là nhìn lại đó, nhìn lại đạo, nhìn lại quả, nhìn lại niết bàn là ba. Nhìn lại phiền não đã diệt, rồi nhìn lại phiền não dư sót là năm. Đấy là năm. Mà năm cái này mà đem nhân với bốn tầng thánh á, sơ nhị tam tứ quả nó thật là 20 đúng không? Nhưng mà trong thực tế nó chỉ có 19 thôi. Là vì sao? Là vì vị A La Hán sau khi mà chứng văn, một cái người chứng A La Hán xong, họ đâu có còn cái phiền não như, họ đâu còn cái phiền não sót lại đâu. Cho nên họ từ tu đồ quần cho đến A Nan Hàm thì có đủ năm cái, tức là nhìn lại niết bàn mình vừa chứng, nhìn lại đạo, nhìn lại quả là ba, nhìn lại phiền não đã diệt và nhìn lại cái phiền não chưa diệt là năm. Nếu tôi nói các vị nghe kỹ không? Phản kháng đạo quả niết bàn là ba, là phiền não thì phiền não đã diệt và chưa diệt nữa là năm. Còn cái vị A La Hán thì họ chỉ trí phản kháng họ chỉ có bốn thôi, tức là phản kháng họ lại nhìn lại đạo nè, quả là niết bàn là ba, để phiền não đã diệt là bốn, chứ họ họ không có, các vị không có cái vụ mà phiền não còn sót là không có nha. Cho nên mình trên đó trên con số là năm trí phản kháng mà nhân như bốn tầng tánh 20, nhưng thực ra nó chỉ có 19 là như vậy đó, bởi vì A La Hán đâu có còn phiền não duy sót đâu mà nhìn. Như vậy thì năm cái này gọi là hữu ứng pháp thân. Thì Đức Phật kể dạy rằng cái người mà đáng được cúng dường nhất trên đời này nó là sao? Là người tu hoàn tất thiền chỉ và hoàn tất được thiền quán. Mà thay vì ngài nói như vậy thì ngài không nói, ngài lại nói là người bỏ được năm năm triền và có được năm năm hữu pháp thân. Ok, chỉ vậy thôi. Bây giờ tiếp theo là cái bài kinh ví dụ hòn núi của này sống chết thì cũng phải ráng học cho xong cái phẩm này. Xong cái phẩm này bây giờ mới có 6:10 thôi nha, 6:10 bên tôi. Xong bài kinh này là mình ngủ, mình ngủ cho đã, bữa nay chú cái gì cũng chắc ngủ ngon, dù là ngủ ngày hay là ngủ đêm nha. Bữa nay trời nó lạnh rồi, tôi giảng xong như là tôi vô tôi hấp một miếng cháo trắng xong ở hôm nay chưa nóng cháo, tôi vô ăn gói mì xong rồi tôi mới trùm mền, tôi nhập một cái cơn đại định mà coi như là ra đi không hẹn ngày về. Có thể là nếu may mắn mà dậy lúc 11 giờ bắt nồi cơm, rồi nếu không là chắc mình đi luôn. Ok, ra đi không hẹn ngày về, tráng sĩ mà trời này là ai cũng làm kinh kha hết, đang sang tầng là không có hẹn ngày trở về với lục quốc. Ok, tiếp theo là bài kinh, bài kinh ví dụ hồng núi. Bài kinh này nè, trong chú giải đó cho chúng ta biết một chuyện hả? Tức là vua Ba Sơ Na Ni đó, cái cung điện của vua đó rất là gần với chùa Kỳ Viên. Rất là gần với chùa Kỳ Viên, cho nên nó là cái chữ Pali gọi là thú ra nguy hà đó. Thú ra nguy hà đó, tức là gần chùa, sát bên chùa, hàng xóm của chùa, là cái gì nữa, là láng giềng của tăng ni đó. Cái chữ đó có nghĩa là vậy đó, thu ra nguy hà đó, có nghĩa là gần chùa, sát bên chùa, hàng xóm của chùa và láng giềng của thầy chùa đó. Thì được gọi là thu ra nguy hà đó. Thì ổng vì cái cung điện ổng nó gần chùa cho nên ấy,
là thì trong chú giải nói là sao, tôi nói lại như vậy thôi chứ còn thiệt ra đó thì cũng gì có lẽ khó cơ, nhưng mà kệ đó. Trong kinh nó có những cái ngày mà ông đi vào chùa ông hầu Phật ấy, 3 lần dễ sợ như vậy, và trong đây còn nói thêm cái còn lâm sắc nữa, coi như nó là trong đây tôi sẽ vừa trả đây nè. Sát kara ra đi và sát sát tích tung tất cả tô bát tha năng cái chật tí tương truyền rằng vua trung bình mỗi ngày là đến hầu Thế Tôn 3 lần, mà ông ta ra cái bát na nó có hú được tí cái khoảng giữa thời gian của 3 lần này, nhiều khi nó còn có đi, còn có những cái chuyến đi phát sinh nữa, có những chuyến đi ngoại lệ nữa, nhiều lắm. Và chính vì ông đi vào chùa ông gặp Đức Phật quá thì ông thương Đức Phật lắm, nhưng tôi sẽ thấy Đức thương Phật lắm, bảo mình một lần lý do đơn giản là vì ông gần thành rồi, không phải là ông gần thành rồi ông biết rồi, như vậy là ông cũng thuê nhà để mà ông kiếm chác công đức, không phải, mà tại vì khi mà ông gần thành thì ông chỉ mến, ông mến cái thiện pháp ở Đức Phật, ông mến cái đức lành cũng sẽ tôn, ông mến lắm. Mà tôi nói là ra bà con nói tôi là đức giả chứ không phải là tôi nghĩ đó, một có hai lý do mà tôi muốn sao kiếp mình tôi về trời đó. Một là tôi nói tôi gặp được những vị thánh, tôi học được những cái mà tôi muốn, tôi nói thánh bây giờ đầy ắp tôi nó đếm không hết, đếm không sợ. Thứ hai đó là tôi muốn gặp được những vị thánh mà họ từng thấy Đức Phật ấy. Tôi sẽ năn nỉ họ cho tôi nhìn lại hình ảnh của Đức Phật, đó là con đường ngắn nhất. À, đó là con đường ngắn nhất mà tôi cũng muốn chia sẻ với bà con, đó là con đường ngắn nhất để mình nhìn thấy hình ảnh Đức Phật, đó là ngay bây giờ đó, là các vị nếu là cư sĩ đó, ha, nếu là cư sĩ đó, thì làm ơn ráng giữ cái bát quan, ráng giữ cái bát quan. Mà bát quan đó, nó có 3 loại bát quan, mà bát quan cái kiểu ngoại đạo á, có nghĩa là mình bát quan mà có cái hạn chế, có nghĩa là không có nghe nhạc nhưng mà cũng còn coi phim được, ví dụ như vậy, ví dụ như vậy. Thì rồi còn nói chung là bắt quan nghĩa là mình không có phạm 8 điều giới cấm, nhưng mà cái lòng đó thì coi như là tốt quá. Rồi trường hợp thứ hai đó là giữ giới theo kiểu của người trong tòa, có nghĩa là cứ người thông thạo nhưng mà cứ trù tâm tính là mình sẽ làm này làm kia cho ngày mai để mình ăn để nó ngon, rồi đó là giữ giới kiểu mà người ăn bò, như là buổi sáng nhận 120 con bò thì cứ trong buổi chiều giờ giao đủ bò cho chủ thôi. À, còn cái thứ ba là giữ giữ cái bát quan kiểu bậc thánh ấy, có nghĩa là giữ bát quan để mà trau dồi tam nghiệp, giữ bát quan để mà thâm tịnh sáu căn, thì cái giữ bát quan đó, đó mình gọi là giữ giới thì kiểu bậc thánh. Thì cái giữ bát quan này nè nó mới có thể đưa mình đi xa đi cao được, thì về trên đó là gặp thánh nhân mười kiểu, mà coi như là thánh nhân mà thuộc lòng tâm tạng đó, ba cái chú giải này trên đó 1 tỷ, 1 tỷ cho đấy. Còn những cái vị mà từng gặp Đức Phật có thể có 8 tỷ cho đấy nha. Cho nên là về trên trời rồi về trên đó là tha hồ, bây giờ mình gặp mấy ông nào mặc dễ thương mà như lại mình quỳ mình lạy cũng được đó. Mình nói bây giờ thì ai mà từng gặp Thế Tôn thì cho tôi nhìn lại ông lòng đi, mà chỉ nó đã có những vị trưởng lão trong kinh ghi, có những vị trưởng lão mà họ muốn nhìn thấy Đức Phật thì họ có cái đề nghị với những vị mà thọ thần ấy, là ngày xưa mà ông nghe nói là ông từng ở đây ông cái vị tỳ kheo này trong sạch lắm, thì khi vị mà thọ thần hiện ra mà giúp đỡ thì vị này mới hỏi làm sao mà ngươi biết được Phật pháp để mà ngươi giúp đỡ ta, thì vị này nói là con tuổi thọ con lâu lắm, con từng nhìn thấy Thế Tôn, từng nhìn thấy thánh chúng ở trong vua rừng này. Thì cái vị tỳ kheo nó mới nói là nếu vậy thì ngươi có thể cho ta nhìn thấy được hình dáng Thế Tôn được không, ta là người hậu sanh sanh xa ta đâu có nhìn thấy. Thì lúc đó cái vị bảo là nó nói được, nhưng mà ngài hứa với con là ngài không có chấp tay nha, ngài thấy rồi thôi chứ còn ngài gặp ngài quỳ ngài lạy là ngài lạy con đó, cái đó con không có nhận nổi đâu nha, nhưng mà thấy cho biết gì thôi. Mình bắt đầu cái vị này mới là biết mất. Thì một lát sau cái vị bị khe này nó nói là nhìn nó, ông kia cũng dặn mà nó này nhìn cho cái hướng nó đó nha. Thì một lát sau là vị đó thấy từ cái trong rừng là một cái vị 32 tướng tốt, mà con sáu màu hào quang sáng loa từ cái trong rừng đi ra vậy đó. Dạ đúng, cái này đúng. Tôi không nhớ
tôi không nhớ tôi đọc ở chỗ nào, nhưng mà cái này trong trong mình á, trong 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 trong, 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 trong Việt Nam mình bây giờ thì nhiều vị cao tăng lắm, nhiều vị cao tăng có thể xác tín được đi. Cái này tôi có đọc cái này, nếu tôi nhớ không lầm vị đó tên là Upagupta, đúng là Upagupta. Đây Upagupta thiệt á, cái vị đó là Upagupta. Để xin hỏi cái người bên đường là ông là cư sĩ hay là vị sư hay là nam nữ tăng ni gì? Ok, thì mình nó về trên đó là cái vụ mà nhìn thấy đó là coi như nó dễ ẹt à, trên đó nó đầy trên đó đó. Cho nên vua Bạch Sa Na Đi ông thương Đức Phật lắm là vậy đó. Khi mà ông biết đây là bậc đại giác rồi nên là ông đi ra đi, thì bây giờ tôi đi mà nó lại nó cũng hơi xa rồi nên, tức là ông cứ một ngày đi thăm Phật trung bình là 3 lần, thì dĩ nhiên có những ngày bạn mình thôi, nhưng mà tính trung bình là ngày đi 3 lần. Và chính vì đi nhiều quá cho nên có nhiều khi đó cái người mà tùy tùng của ông có lúc đông lúc ít, có lúc đông lúc ít. Có nhiều khi ông chỉ đi có leo qua mấy móng vệ sĩ đi bên cạnh ông thôi, thì lúc bây giờ nó có một cái đám cướp nè, nó có một cái đám cướp ở trong đây mới để như thế này. Còn một đám cướp là một đám cướp lớn, đám cướp lớn ở trong rừng ấy, nó mới bạn nhau, nó ông vua ông giàu lắm. Mình mấy ông coi như là vàng ngọc từ đồ quý nhiều lắm. Mà ông mình để ý mình thấy ông là cái khi ông đi thì lấm băng mà như khi mới leo qua mấy bạn nè. Mà nếu mà mình bắt được ổng á thì coi như một là mình lột độ ổng ra là mình thấy cũng nhiều rồi, mà chưa kể là mình còn tống tiền nữa, có nghĩa là mình đặt điều kiện nữa là mình kiếm tiền thêm họ tính vậy. Cho nên nó phục kích, nó chờ coi lúc nào mà ổng đi mà ít như họ mà bảo vệ đó thì tụi nó sẽ ra tay. Tôi cũng giải nó như vậy, tôi giải cái bậc kính đây nè, nói như vậy. Mà bữa nay là trong rừng mình không có cái người nào mà boss chú giải lên hết. Thì nếu mà có đó thì tôi sẽ lấy cái đoạn đó cho bà con coi mà cần gì ha. Dịch nghe sống là cần gì. Rồi thì coi như là may mắn cho ổng thì có người trong cái đám đó đó. Nó nghĩ sao mà đi báo tin giùm đi. Nó báo tin giùm biết là ổng đang là ổng đang nằm ở trong cái tầm nhắm của một nhóm người, ổng sắp sửa là nạn nhân của một cái âm mưu. Đại khái nó cho ông biết như vậy. Và các vị biết rồi, vua mà biết được như vậy thì còn gì của nữa, còn gì của. Thế là ổng trong vòng 3 giây ổng nhấc cái phone lên là ổng đưa người tới liền, ổng đưa người tới là coi như là nó bắt xong, không còn sót ông ấy. Mà có điều ổng ra tay hơi ác, ổng ra tay hơi ác. Có nghĩa là ổng là gặp Phật thì tu mà gặp quỷ thì trừ á, ông Vua Ba Tư Nạc này nè, gặp Phật thì tu quỷ thì trừ. Coi như là ổng đi quân tới rồi là bắt sạch sẽ xong đem về là coi như là ổng mới bắt đầu là ổng xử hết. Ổng xử bằng cách là ổng cho trong đây gọi là A Sâm Na Ni Su La Ni móc mắt, ổng cho móc mắt ra hết, móc mắt ra xong rồi mới cho người là lấy cái mũi lao đó, su la đó, ô ta bê thoa su lê su ta xì xì lấy mũi lao chọt, xử bằng cách là không có chặt đầu mà lấy lao một tên tụi nó ngồi gần nhau, cho mấy tên cướp nó ngồi gần nhau rồi cạnh nhau ở sân nay nếu mà ngồi gần nhau xong rồi thì sao, nó lấy cái kênh lên, nó lấy cái mũi lao mấy cái mũi trường thương á, xỏ từ tên này qua tên kia giống như người ta nướng cá vậy đó. Giống như người ta nướng bên đây nó có cái món nấm là người ta có lấy mấy cái que mỹ nóc hoặc là bằng tre đấy, người ta xuyên qua nấm, cứ một miếng nấm, một miếng hành, một miếng ớt, rồi một miếng nấm, một miếng hành, một miếng ớt, ông xỏ từng sâu từng sâu vậy đó, rồi họ đem hơi lên lửa ăn nó ngon cực kỳ nha. Ở đây cũng vậy, tức là mấy tên cướp ở trong ngồi gần nhau là lấy cái thương, cái trường thương như mũi lao mũi giáo đó, nó xỏ từng sâu từng sâu vậy đó cho nó chết. Cái thằng bạn người ta ông nhớ là coi như là nếu mà ông không được nhận, không nhận được cái tin này là ông sẽ bị cái đám này nó làm ông cỡ như vậy đó. Ông cứ nghĩ vậy đó, ông hạnh thôi.
nha, trả tài. Ông ra tài nó là cây cứu nha, xong rồi đi chùa đó. Thì lúc đó Đức Phật mới suy nghĩ thế này, ấp có sắp ta trinh về sĩ. Lúc đó bắt đầu suy mới suy nghĩ như sau: sắp ra một cái mới mà thế mà đi xin nó xong mà xong bút tiêu tốt lắm là rồi xong tiêu bây giờ ý của Ruben ba Ruben cảm ơn cả tăng ấy là ấy giúp tăng tí cả tăng tí. Nếu bây giờ mà mình nói đó, nếu mà bây giờ mình như là nói cho ông nghe đó, nói thẳng nói trực tiếp cho ông nghe cái chuyện mà ông mới vừa làm là cái chuyện tào lao, là cái chuyện tầm bậy đó, giờ nó sẽ quê, sẽ xấu hổ. À, bây giờ mình mua để hóa ra tay thôi. Thì trong đây có nói rõ thế này là nếu mà ngày nghỉ mà suy nghĩ đó, ông để ở gần chùa, ông gần ở gần một vị chánh đẳng ma đi xe ma nó xăm ma xăm bút xe chúa ra đều xăm, ông sống gần chùa, ông sống gần một vị chánh đẳng giác như là ta vậy đó, mà ông vẫn ra ta tàn độc và cai cú như vậy như thế đó. Đó cái điều mà ngài muốn nói mình ông biết rồi, tại sao phải gần ngài, ông gặp Phật mỗi ngày ông ác như vậy. Nhưng mà nếu mà ngài nói trực tiếp thì sẽ làm cho ông xấu hổ, bởi vì sao là tha dân ra cho mắng cú ra. Sẽ làm cho người thấy hổ thẹn, mắc cỡ mang rút là hổ thẹn đó. Cho nên là ông sẽ không có nghe pháp được. Thôi thì bây giờ ngài nói đường vòng, ngài nói đường vòng không có nói trực tiếp. Không biết các vị ở đây, các vị tiếng Việt Nam, các vị có biết cái chữ vương hồi không? Vương, các vị biết cái chữ đó thì biết đi. Vương giống như vương quan vậy đó, hồi giống như là hồi hương vậy đó, cái chữ vương hồi. Vương hồi có nghĩa là một cái thuật ngữ ở trong quân sự mà cũng ở trong kinh doanh. Vương hồi có nghĩa là đường vòng, tức là không có trực diện, không có nhắm vào cái chánh diện mà đi đường vòng, đi đi một là đi bên hông, một là đi từ phía sau, chứ không có nhắm vào cái chánh diện, không nhắm vào cái trực diện thì cái đó được gọi là vương hồi. Thì tiếng Pháp cũng vậy, tiếng Pháp cũng có cách vương hồi, nghĩa là khi mình nói thẳng hay khi mình nói dần vậy đó. Thì thì Đức Phật ngài muốn giúp ổng nhưng mà ngài không có nói thẳng, ngài nói tránh qua một bên, nhưng mà ngài biết ổng hiểu, ngài hỏi gì chứ ổng tới ổng hầu ngài rồi ngài hỏi vậy chạy vô đi đâu mà tới chùa vậy, kẻ ông bận quá, ông đang bận rồi mới nhiều đặng rồi mới giết người xong đó. Thì lúc đó Phật thì mới nhắc cái này, nhắc bằng một câu hỏi, thì hỏi bây giờ đại dương nghĩ sao nếu mà bây giờ mà đối diện với cái chết, mà biết mình sắp đối diện với cái chết thì cái chuyện đầu tiên quan trọng nhất thì đại dương sẽ làm là cái chuyện gì? Thì ổng là người học đạo không nè, thì ông như mình đó thì mình nghe vậy là mình sẽ về làm di chúc, rồi mình sẽ trăn trối từ giả tặng bè người thân vân 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 vân. Nhưng mà đến ông thì không, ông nói nếu mà con biết chính xác là cái chết nó đang sầm sập, nó đang lừng lững, nó đang lù lù nó tiến tới chỗ con, thì con như là con chỉ có một việc làm thôi, đó là con làm các cái công đức để mà con có cái bỏ túi con đi. Đấy đại khái về cái này như vậy đấy, cho đúng cái đó đúng rồi, đúng rồi. Đây đại dương đã suy nghĩ đúng rồi, cái chết đó, nó là một cái đại họa không ai tránh được, mà nó là một cái kết thúc chắc chắn, dù có chậm cách mấy hay là nhanh cách mấy thì nó cũng chắc chắn nó sẽ đến. Và hồi nãy đầu buổi giảng tôi có nói rồi, trong buổi giảng này chúng ta có cơ hội để mình nghe nhiều về cái chết. Tức là tôi không biết là từng người trong đây là tu theo cái pháp môn gì, tôi không cần biết thiện chỉ thiện quán thân thọ tâm pháp đề mục gì, tôi không cần biết, mà tôi chỉ nhớ rằng ở trong kinh có nói đến bốn cái đề mục gọi là a-ra-kha-kha-kam nát-tha-na, tức là đề mục hộ thân. Bất cứ hành giả trong cái đề mục gì không cần biết, nhưng mà coi như mỗi ngày đó mở mắt dậy đó là phải nhớ đến bốn cái đề mục này. Thứ nhất là niệm niệm Phật, niệm Phật là theo tôi là bậc đại giác, bậc đại giác đã làm chuyện khó làm cho nên chứng được cái khó chứng nha. Thứ nhất là niệm Phật, các vị còn nghe rõ không? Thứ hai là niệm
điểm chết. Thứ ba là bất tỉnh quán, và thứ tư là từ bi quán. Đã nhớ bốn cái này nha. Dầu các vị lên là tu đề mục gì không cần biết, tu nhà, tu chợ, tu chùa, tu trên núi, trên rừng, tu trên đọt cây, tu như hầm, như hố ha, tu đâu không biết, nhưng mà chỉ biết rằng đây là bốn cái gọi là Arakakamathana, là bốn cái đề mục hộ thân. Bỏ qua là niệm pháp. Thế tôi mới làm cái chuyện khó làm, đã cho nó khó định, cho nên người thấy được cái pháp khó thấy, được chứng đắc cái pháp khó chứng đắc. Đó là niệm Phật, là niệm vậy đó. Ai người đúng thương, ai người đúng thương, đó là bi đức của Ngài. Cái gì người cũng biết, đó là cái trí đức của Ngài. Đức lành nào người cũng có, đó là cái tịnh đức của Ngài. Ai người cũng thương, cái gì người cũng biết, đức lành nào người cũng có. Tôi thỉnh thoảng, tôi không có đốt nhang trong nhà, tôi có máy che, tôi không có đốt, tôi đọc lắm, tôi ghét lắm, rất to bạn. Mà hoa nó cũng kém, tự nhiên hoa chim hoa nào mà tự khô, chứ không có rớt cái đài, nhưng không có rớt cái cắm xuống. Tức là những loại hoa mà nó khi mà nó không còn tươi nữa thì tự động nó khô quắt lại, là mình đem mình luyện dễ nha. Thì cái phương chú chim hoa, tôi chỉ nhìn chỉ phương chú linh chim hoa như vậy, tôi chỉ niệm ngày có một câu giống như đại niệm vậy đó, có nghĩa là Ngài đã cho cái khó cho, đã làm cái khó làm, đã nhịn cái khó nhịn, nên Ngài đắc được cái khó đắc, được cái khó được. Đấy. Ai người cũng thương, cái gì người cũng biết, đức lành nào người cũng có, ha. Như vậy thôi. Cho nên bốn cái này gọi là niệm Phật này ha, niệm chết là niệm chết, có nghĩa là vĩ đại như Đức Phật cũng phải có lúc về cứu sinh ra đây. Nhớ nhiều đó, vĩ đại như Phật mà cũng còn có lúc phải về cứu sinh ra mình nằm xuống. Đấy, đó là niệm chết, niệm gọn như vậy thôi, niệm gọn vĩ đại như Phật mà còn có lúc về của sinh ra. Rồi cái bất tịnh quán làm sao, là cứ nhớ rằng cái thân này, cái bản thân nó lúc đó nó là một cái túi rác, mà muốn hết đó là mình phải thêm rác trong cái thùng rác này nữa cho nó no. Cứ nhớ như đó, khi đó nó là thùng rác mà muốn cho nó hết đó thì là phải thêm rác vô cái thùng đó. Cứ nhớ vậy đó. Khi đó nó là thùng rác mà muốn hết đó thì là phải thêm rác, thêm rác vô, đó là bất tịnh quán. Còn không, đó là một cái, đó là cách niệm đơn giản, một cách niệm mình chi tiết thì cứ nhớ là tóc lông móng ra nha thịt nhân xương tiểu tận thiên gian mặt đàm mũi máu mồ hôi phẩm nước tiểu gì đó, đó gọi là quán chi tiết. Còn quán cái kiểu của tôi là vậy đó, khi đó nó là thùng rác muốn hết đó ta phải thêm rác, đó gọi là nếu quán bất tịnh. Còn quán từ bi có nghĩa là ai trên đời này có bao nhiêu chúng sanh cũng chỉ nhầm vào hai hạng, chỉ có hai hạng thôi, hạng đáng thương và đáng mến. Đáng thương làm sao, là người bất thiện, người khổ gọi là người đáng thương. Còn cái người đáng mến á là cái người thiện, người tốt, chứ không ai đáng ghét hết. Nhớ nha, tự quán là vậy đó. Tự quán là trên đời này, ghi đi, trên đời chỉ có hai hạng chúng sinh. Người xấu, người không chữ xấu rồi bà con hiểu lầm, xấu đâu phải là không đẹp, mà để người ác đi, người ác, người khổ là đáng thương, còn người lành thì đáng gì, đáng mến, đáng kính, chỉ vậy đó, chỉ vậy thôi. Thành trên bài là chỉ có hai hạng, dễ thương và đáng thương, và đáng mến và đáng thương cũng được. Hạng đó thì dễ nhớ đi, trên bài mình chỉ có hai hạng, dễ thương và đáng thương. Dễ thương là người lành và đáng thương là người ác, cứ nhớ như vậy đó. Và tôi nhớ trong ông Thích Gandhi của Ấn Độ có một câu rất là hay: hãy ghét điều ác nhưng mà phải thương người ác. Cái câu này cũng đáng ghi rồi nghe, cái câu này đáng ghi: phải ghét cái điều ác nhưng mà nhớ thương người ác. Ông phân biệt nó, ông nói bằng tiếng Anh: hate
to see that love xin này. Hãy ghét cái điều ác, hãy ghét cái điều tội lỗi nhưng mà hãy thương cái người tội lỗi. Hãy ghét điều ác nhưng mà hãy thương cái người ác, thương là thấy tội họ đó. Sớm muộn gì họ cũng bị tù tội, sớm muộn gì họ cũng bị người ta chết, và sớm muộn gì đó thì cũng bị người ta ghét, sớm muộn gì họ cũng bị sa đọa. Và thêm cái nữa là không có ai trên đời này mà chưa từng là thân quý của mình, không có ai trên đời này mà chưa từng là cha của mình, mẹ của mình, chưa từng, chỉ trên đời này không có ai mà chưa từng hy sinh cái tánh mạng cho mình, rồi do cái luân hồi sanh tử nhiều đời nó vùi lấp kỷ niệm xa xưa, bây giờ gặp lại nhau mình thấy ghét nhau. Chứ mình có ngờ được ngày xưa có một thời, một lần nào đó cái chết của cái người đó nó làm cho mình phải nói là chết điếng được, chết điếng được nha, chết điếng. Và cái người đó có ai ngờ được người đó là bây giờ đang là một cái thằng đàn ông râu ria xòm xàm ha, mà xăm mình tùm lum hết, ăn nói thì ghét luôn lâm. Mà mình có ngờ được đâu đâu là trong nhiều kiếp quá khứ có một thời người đó là một, chính là một bóng hồng, là một giai nhân. Rồi mình với họ cũng chia tay nhau trong một cái mùa chinh chiến, ra đi để hẹn ngày trở lại với đất nước thanh định, nhưng mà mình không còn trở lại. Mình chết mà chạy ngồi là nhưng không chết người trai có lửa, mà chết người em gái hậu phương, nhưng không chết thằng tay nào hết, chỉ chết thằng lính thở kèn tay, thí dụ như vậy. Thì mình đâu có ngờ rồi là luân hồi nhiều kiếp, rồi cuối cùng bây giờ cái người con gái năm xưa bây giờ thành ra là một người con trai râu ria xăm xích đầy người, xăm rõ đầy người ha, rồi ăn nói thì trời ơi đất phải là mình ghét, rồi gây họ là một người hàng xóm khó ưa, rồi họ là một anh tài xế, một cái người khách đường mà mình tình cờ gặp phải, rồi mình thấy mình ghét, mình bực. Mình không bao giờ ngày xưa đó có một thời cái anh chàng mà xăm mình đó đó chính là giao nhân trong lòng mình, là cái bến đợi của cái niềm thương nỗi nhớ một thời, bây giờ thì sao nhìn mặt nó muốn giọng rồi nha. Chỉ từ bi quán là như vậy đó, có nghĩa là quán thấy rằng ai trên đời này cũng từng là người người thân cũ của mình hết, đó là từ bi quán. Thì cái bốn cái đó, tức là bốn cái đề mục hộ thân hết, đó là niệm bạc, niệm chết, vừa bất tịnh quán và từ bi quán. Mình tôi nhớ gì đó thôi. Ok, tới đây nó cũng vừa đủ rồi, nhưng nó cũng hết phẩm rồi. Mừng lắm. Bây giờ cái phẩm kế đó, tôi tới đây nó giải nữa, nhưng tôi báo cái phẩm tiếp theo là cái phẩm mà nói về cái gì đó, là phẩm ác ma. Ok, phẩm đầu tiên là phẩm về chư thiên nhé, phẩm tiếp theo là phẩm thiên tử, rồi phẩm cô sa má, rồi bây giờ tiếp theo là phẩm ác ma. Rồi bây giờ xin hẹn lại mùa sau. Xin chào các chúng.